Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 209. Tiêu Phàm đứng ở đài cao phía trên, thần sắc bình tĩnh như thường, những năm này ma luyện, đã có rất ít ai có thể rung động tâm huyền của hắn. Tử Vũ cũng là vẻ mặt kính sợ cùng sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như đổi lại là hắn, cùng Tử Như Huyết tuyệt đối là một phen thê thảm chém giết, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Nhưng Tiêu Phàm xuất thủ, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền diệt Tử Như Huyết. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm căn bản không có giết chết Tử Như Huyết, mà là đem hắn trục xuất. Trước kia Tiêu Phàm một mực không biết, Tử Như Huyết là từ đâu đi ra, hiện tại hắn đã biết. Chỗ đó, gọi là, vĩnh hằng thời không, Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, Tử Như Huyết dĩ nhiên là đích thân hắn trục xuất, hơn nữa hậu thế đi ra còn hủy diệt nhục thân, trở thành hắn thuộc hạ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối vĩnh hằng thời không càng ngày càng kính sợ lên, phải biết, Tử Như Huyết đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là bất diệt thánh tổ a. Hắn không chỉ hủy diệt nhục thân, hơn nữa còn tu vi rơi vào đại đế cảnh, về sau lấy được nhục thân, cũng mới khôi phục trung phẩm pháp tôn mà thôi. Các hạ không khỏi quá bá đạo, Tử Như Huyết lại không cùng ma tộc cấu kết, người dựa vào cái gì giết hắn. Yên lặng sau một hồi lâu, đám người truyền ra gặp được thanh tịnh thanh âm dễ nghe. À, ngươi muốn vì hắn bất bình. Tiêu Phàm cười nhìn lấy người nói chuyện, đó là một người mặc hỏa hồng sắc phượng bào nữ tử, hẳn là phượng tộc phượng hậu, cũng là cường giả đỉnh cao. Trong lòng còn có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này phượng hậu, là Tử Như Huyết nhân tình? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Phượng hậu ngữ khí lạnh lùng, đối Tiêu Phàm tràn đầy đề phòng. Ngươi nghĩ đi cùng hắn, ta có thể đưa ngươi đi, chuyện một câu nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Phô thiên cái địa linh hồn chi lực quét sạch mà ra, phượng hậu xoay người chạy, nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế quyết đoán cùng tàn nhẫn. Đáng tiếc, nàng còn không có phóng ra bước chân, liền bị một cái vòng xoáy thôn phệ, bên trong truyền đến nàng phẫn nộ cùng thê lương tiếng gầm gừ. Lại một cái, đám người hít một hơi lạnh, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, ai cũng không dám chất vấn Tiêu Phàm. Giờ phút này, thái cổ thần giới một cái góc, đứng đấy một cái già nua lão đầu nhìn về phía chân trời, dường như thấy được tu la thần thành tất cả. Mấy trăm vạn năm không gặp, trở nên hung hăng như vậy. Sẽ không sợ thời không phản phệ sao? Lão giả hơi hơi ngoài ý muốn. Hắn không phải người khác, chính là lão nhân coi mộ, vẫn muốn chết, lại không chết được lão đầu. Ngay sau đó, thần sắc hắn lạnh lùng, ngưng tiếng nói, ma tộc, chỉ có thể trở ngại thái cổ thần giới phát triển. Không giết bọn hắn, chỉ là trục xuất vĩnh hằng thời không, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Dứt lời, lão nhân coi mộ lách mình trở lại trong sân, không có tiếp tục chú ý. Dường như Tiêu Phàm xuất thủ, so với hắn tự mình ra tay còn muốn cho người yên tâm một dạng. Tu la thần thành, Tiêu Phàm đứng chắp tay, dường như trở thành thiên địa chúa tể, thân hình vĩ đại không thể vượt qua. Tiếp đó, ta gọi đến ai, ai tự đứng ra, yên tâm. Quá trình sẽ rất sung sướng. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, lãnh đạm con ngươi đảo qua toàn trường. Vạn tộc tu sĩ liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, khẩn trương tới cực điểm. Ngươi, ngươi, ngươi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng nâng tay phải lên, trong nháy mắt một điểm, từng đạo lưu quang bắn ra, rơi vào không ít người trên người. Những người kia bị một đạo quang mang bao khỏa, cực kỳ dễ thấy, muốn ẩn tàng cũng không thể. Nếu ai dám chạy, ta sẽ đi lãnh địa của hắn đi một chút. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Những cái kia còn nghĩ chạy trốn người, tất cả đều sợ run cả người. Tiền bối, chúng ta cũng không cùng ma tộc cấu kết, chỉ là mượn nhờ ma khí tu luyện, ngài không thể giết chúng ta. Đúng vậy a tiền bối, chúng ta nguyện ý cải tà quy chính, tự phế công pháp một lần nữa lại đến, còn mời tiền bối giơ cao đánh khẽ sau. Tiền bối tha mạng. Nguyên một đám cường giả quỳ rạp dưới đất, thân thể không ngừng run rẩy. Liền Long Tổ cùng Phượng Hậu đều không có nửa điểm sức phản kháng, bọn họ ở những người này, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Nhưng mà, Tiêu Phàm không để ý đến, thân sắc bình tĩnh nói, yên tâm, quá trình sẽ rất nhanh. Hô hô, lời còn chưa dứt, một chút tu sĩ phóng lên tận trời, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ đi. Bọn họ nhiều người như vậy. Hiển nhiên không tin Tiêu Phàm có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, chỉ cần thoát đi tu la thần thành, chập phục,
ai có thể làm gì được bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ quá xem thường Tiêu Phàm. Hắn linh hồn lực lượng một mực tập trung vào cả tòa Tu La Thần Thành, mọi cử động khó thoát hắn bắt. A, đừng có giết ta! Từng tiếng kêu thảm vang lên, rất nhiều người tiếng gào tuyệt vọng lấy. Có ít người, bị vòng xoáy màu đen bao khỏa, sau đó thôn phệ. Nhưng có một số người, cũng là bị cường đại lực lượng trực tiếp rảo sát, hóa thành mưa máu tiêu tán trên không trung. Đám người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm như thế bá đạo. Trốn chạy người, chỗ ở chủng tộc, bắt đầu từ hôm nay, không phải ta thái cổ tộc loại, dị ma tất chu. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Những cái kia còn không kịp chạy trốn người, trong lòng cực kỳ 10 điểm may mắn bản thân không có chạy trốn, bằng không mà nói, không chỉ có bọn họ phải xui xẻo, bọn họ tộc nhân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người càng là chú ý tới vừa rồi những người kia tử vong khác biệt, có là trực tiếp bị tại chỗ đánh giết, nhưng có người, chỉ là bị vòng xoáy màu đen thôn vệ mà thôi. Mặc dù truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng chưa hẳn liền thật đã chết rồi. Nghĩ vậy, trong lòng bọn họ ôm một tia hy vọng, thành thành thật thật đứng dậy. Cái này không phải tốt, Tiêu Phàm rất hài lòng gật gật đầu, bất quá vẫn như cũ không có ý bỏ qua cho bọn họ. Những người này có thể chủ động đứng ra, giải thích bọn họ còn có thể cứu, cũng không nhất định muốn giết bọn hắn, đem bọn hắn trấn áp tại vĩnh hằng thời không là được rồi. Về phần những cái kia trốn chạy người, cùng hắn chủng tộc, Tiêu Phàm cũng không có bỏ qua ý tứ. Có lẽ bọn họ là oan uổng, nhưng thái cổ thần giới muốn mạnh lên, sinh ra càng mạnh cường giả, tàn khốc là không thể tránh khỏi. Hắn cũng không phải nhất định phải đem những người kia đuổi tận giết tuyệt, nếu như bọn họ có người có thể cường đại đến có đủ thực lực chứng minh mình không phải là dị ma, Tiêu Phàm cũng đồng dạng sẽ tán đồng. Vẻn vẹn hồi lâu thời gian, ở đây vạn tộc tu sĩ thì ít đi nhiều 1/3. Tiêu Phàm trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh, thái cổ thần giới ma tộc. Xa so với hắn tưởng tượng hỗn loạn nhiều lắm. Nếu như hắn không xuất thủ, thái cổ thần giới có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở thành ma tộc địa bàn cũng không nhất định. Kể từ đó, tiền bối các bậc tiên liệt hy sinh, liền không đáng giá. Lần này tới một lần đại thanh quét, thái cổ thần giới tu luyện hoàn cảnh, tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Các vị ở tại đây, ta không có động thủ, cũng không đại biểu các ngươi trong tộc nhân, không có tu luyện ma tộc dị đạo. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Ở đây vạn tộc tu sĩ, nơm nớp lo sợ, ai cũng không dám mở miệng, nín thở ngưng thần nghe Tiêu Phàm lời nói. Các vị trở về sau, cần phải triệt để thanh tra, Phàm là cùng ma tộc có quan hệ người, giết không tha. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói. Cần tuân tiền bối chi lệnh, vạn tộc tu sĩ cung kính quỳ lạy, lớn tiếng bảo đảm nói. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã biến mất. Chỉ có một thanh âm tại hư không vang lên, lại một cái thời đại mới bắt đầu, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đại ca, ngươi lại muốn đi. Đại điện bên trong, Tử Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, vẻ mặt không muốn. Sự tình giải quyết không sai biệt lắm, ta lưu lại nơi này làm cái gì? Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật hắn cũng biết, bản thân có thể làm chính là nhiều như vậy, hiện tại hắn ký ức có thể bảo trì không có sói mòn. Là bởi vì bác lão trợ giúp. Nhưng là, ai biết mình có thể kiên trì bao lâu? Hắn thấy qua thái cổ đại kiếp, hoang cổ đại kiếp, loạn cổ loạn, cũng muốn nhìn một chút viễn cổ sẽ phát sinh cái gì, thượng cổ lại là như thế nào kết cục. Đáng tiếc, hắn chưa chắc có thể kiên trì lâu như vậy. Bác lão nói cho hắn, có người trở lại đón ứng hắn, hắn nội tâm cũng hơi nghi hoặc một chút, rốt cuộc là ai tới tiếp ứng bản thân đây? Thế nhưng là... Tử Vũ vẻ mặt lo lắng. Tốt rồi, về sau chúng ta còn sẽ gặp mặt. Tiêu Phàm cười cười, thời đại này, là thuộc về các ngươi thời đại. Thời đại này, lại có ai có thể cùng đại ca so sánh. Tử Vũ đắng chát cười một tiếng, hắn cũng biết, bản thân là không thể nào cải biến Tiêu Phàm quyết định. Đạt đến Tiêu Phàm như vậy cấp độ, tâm trí biết bao kiên định, hắn quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được. Ta sẽ lại ở lại một chút thời gian. Tiêu Phàm vỗ vỗ Tử Vũ bả vai, quay người chuẩn bị rời đi. Tộc trưởng, cũng đúng lúc này, ngoại giới truyền đến một đạo thanh âm cung kính, nói, ngoại giới, có một cái gọi là táng người cầu kiến. Táng, Tử Vũ con ngươi lạnh lẽo,
đại ca của mình không phải liền là táng sao? Tiêu Phàm bây giờ còn đứng ở chỗ này chứ, vậy mà liền có người dám giả mạo hắn tộc danh. Tiêu Phàm lại là hai mắt khẽ híp một cái, nói, nhường hắn tiến đến. Tử Vũ gật đầu một cái, không bao lâu, một cái hắc bào nhân đi vào đại điện, đợi đại điện chi môn đóng lại, hắn chậm rãi vén lên vành nón. Sau một khắc, Tử Vũ thấy choáng mắt, trong mắt đều là không thể tin, kinh ngạc nói, đại ca. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, hắc bào nhân dung mạo, vậy mà cùng Tiêu Phàm giống như đúc. Ngươi đã đến, Tiêu Phàm lại là mỉm cười, người tới không phải người khác, đúng là hắn lúc trước chia ra đi một bộ linh hồn phân thân. Ta cảm giác ngươi đang kêu gọi ta, linh hồn phân thân gật gật đầu. Tiêu Phàm lúc trước vì để cho hắn bảo trì ký ức, triệt để đoạn tuyệt cỗ này linh hồn phân thân cùng mình liên hệ, không nghĩ tới đối phương còn có thể cảm ứng được bản thân suy nghĩ. Linh hồn phân thân chuẩn bị dung nhập Tiêu Phàm thể nội, lại bị Tiêu Phàm ngăn cản, người trước lưu lại nơi này, ta có thể muốn đi. Tử Vũ nghe được không hiểu ra sao, bất quá hắn có thể cảm nhận được, hai cái Tiêu Phàm khí tức, giống như đúc. Được, linh hồn phân thân gật gật đầu. Ta trở lại ta thế giới, khả năng tất cả ký ức đều sẽ biến mất, ta cần ngươi, thay ta lưu lại những ký ức này, về sau ta sẽ bản thân đi tìm. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Ta cần muốn làm thế nào? Linh hồn phân thân mở miệng. Tiêu Phàm không nói, mà là nhìn về phía Tử Vũ nói, xem ra, ta phải đi. Đại ca, Tử Vũ có chút nóng nảy, nguyên bản Tiêu Phàm còn muốn chờ đợi mấy ngày, hiện tại ngược lại tốt, người này đến, hắn sẽ phải rời khỏi. Ngươi có phải hay không có lời gì muốn hỏi ta? Tiêu Phàm cười cười. Tử Vũ do dự chốc lát, nói, nhị ca lưu lại cho ta một bộ công pháp, ta một mực xoắn suýt, muốn hay không đi tu luyện. Vô tận so ngươi biết muốn nhiều. Tiêu Phàm ẩn ẩn đoán được cái gì, hậu thế Tử Vũ hồn hóa ngàn vạn, hẳn là thần vô tận cho hắn công pháp, bất quá, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Bây giờ thịnh thế tiến đến, nhưng luôn có suy bại thời điểm, nếu có một ngày, ma tộc lần nữa xâm lấn, ngươi có thể tu luyện này công, đến lúc đó, sẽ có người tới tìm ngươi. Nói xong, Tiêu Phàm mang theo linh hồn phân thân rời đi. Tử Vũ không hiểu ra sao, có người tìm đến mình. Kia lại là ai? Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã không thấy bóng dáng, trong đầu hắn còn đang dư vị Tiêu Phàm mới vừa nói qua những lời kia. Đại ca không phải cái thế giới này người. Tử Vũ cực kỳ nghi hoặc, hắn không biết vì sao nói như vậy, bất quá, hắn vẫn là không chút do dự tin tưởng lời nói của Tiêu Phàm ngữ. Tiêu Phàm mang theo linh hồn phân thân rời đi, mấy ngày sau, lần nữa giáng lâm mộ viên. Ngươi đã đến, lão nhân coi mộ tựa như đã sớm biết Tiêu Phàm sẽ đến một dạng. Một cái này thời đại, ngươi phải chết. Tiêu Phàm mở miệng, nhìn thẳng lão nhân coi mộ. Nếu như đổi lại đại nhân, đoán chừng đã sớm tức giận, nhưng lão nhân coi mộ, nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói có thể chết, cũng là một chuyện tốt. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, ngay sau đó lại thần sắc nghiêm lại, nói thời đại tiếp theo, lại từ ai tới thủ hộ đây? Thời đại này để ta tới thủ hộ, lão nhân coi mộ nói một câu không giải thích được. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng Tiêu Phàm lại là hết sức kinh ngạc, lão nhân coi mộ có ý tứ là, thời đại này, một mình hắn như vậy đủ rồi. Về phần thời đại tiếp theo, liền giao cho những người khác. Cái này cần cỡ nào tự tin, mới có thể nói lấy như vậy lời nói. Tốt, Tiêu Phàm gật đầu một cái, lão nhân coi mộ chức trách đã hoàn thành. Về phần thời đại tiếp theo, vạn tộc bay lên, tất nhiên sẽ sinh ra không ít cường giả, vô luận là Tu La tộc, vẫn là Long Phượng tộc, nhất định sẽ có cường giả xuất hiện. Tiêu Phàm cũng xác thực không có gì có thể lo lắng, hắn từ hậu thế đến, thượng cổ mặc dù đại kiếp hủy diệt tất cả, nhưng chung quy là có tân hỏa di lưu lại. Bất quá, người phải đáp ứng ta một sự kiện, lão nhân coi mộ khó được thần sắc nghiêm lại, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, mảnh này mộ viên. Ta không yên tâm, hơn nữa sau khi ta chết, tiếp xuống hai cái thời đại, không có người mai táng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn biết rõ, những cái này chết đi người, có lẽ tương lai thật có sống lại thời điểm. Lão nhân coi mộ sở dĩ bảo vệ bọn họ, không hề chỉ là bởi vì bọn hắn đã từng là thái cổ thần giới bỏ ra qua. Cho nên, tiếp xuống hai cái thời đại, giao cho ngươi. Lão nhân coi mộ cười cười. Ta, Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi,
có thể chưa chắc có thể đợi đến hai cái thời đại kết thúc, phải biết, đây chính là số trăm vạn năm thời gian. Người phân thân là đủ rồi. Lão nhân coi mộ dường như biết rõ Tiêu Phàm sắp rời đi sự tình. Tốt, Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn cũng chuẩn bị để phân thân lưu lại, về sau mình liệu có thể lấy được những tin tức này, còn phải dựa vào phân thân đây. Như vậy là đủ rồi. Lão nhân coi mộ khẽ cười một tiếng, sau đó đột nhiên đưa tay vung lên, sau lưng mộ viên chung quanh hư không đột nhiên một trận vặn vẹo. Ngay sau đó, một vùng ngân hà xuất hiện, lão nhân coi mộ đánh ra một cái thủ ấn, toàn bộ mộ viên lập tức bay về phía trong tinh hà, tinh quang vạn trượng, đâm người không mở mắt ra được. Tiêu Phàm cũng bị lão nhân coi mộ thủ đoạn cho khiếp sợ đến, lúc đưa tay mở ra một cái thế giới, loại thủ đoạn này, cho dù là hắn, hiện tại cũng làm không được. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm nhận được tinh hà kia bên trong khí tức kinh khủng. Nhưng mà, tiếp xuống lão nhân coi mộ lời nói, càng là để Tiêu Phàm tâm thần run lên. Cái này chư thiên thần chủng, liền giao cho ngươi. Lão nhân coi mộ mỉm cười, ngay sau đó giương tay vồ một cái, tinh hà kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, táng thân ảnh bị hút vào trong đó. Chư thiên thần chủng, Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi, đây chính là đời sau ngũ đại hung địa một trong, chư thiên thần chủng sao? Tiêu Phàm một mực không biết, chư thiên thần chủng là thế nào đến, nguyên lai chính là lão nhân coi mộ bảo vệ cái này mộ viên. Không muốn ngạc nhiên, đây là ta sứ mệnh, hiện tại đến phiên ngươi. Lão nhân coi mộ cười nhạt một tiếng, còn dư lại hai cái thời đại, do ngươi đến táng. Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, lời này làm sao nghe được như vậy quái đây. Giống như ngươi lão đầu ước gì còn dư lại hai cái thời đại toàn quân bị diệt một dạng, hơn nữa, ngươi làm sao lại nói chuẩn như vậy đây. Hiện tại là viễn cổ, tăng thêm thượng cổ, thật đúng là hai cái thời đại. Ta biết ngươi đến từ tại chỗ nào, ngươi yên tâm. Đến lúc đó sẽ có người tới tiếp ứng, không nhất định phải ngươi tự mình động thủ. Lão nhân coi mộ nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc. Nói cách khác, chư thiên thần chủng bên trong, không chỉ có táng lấy thái cổ cùng hoang cổ hai cái thời đại, còn muốn táng lấy tương lai hai cái thời đại. Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào lão nhân coi mộ năng lực. Lão gia hỏa này thế nhưng là cùng thời không lão nhân người cùng một thời đại, hắn biết mình thân phận, không có gì lớn. Đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới, cho dù không thể nhìn xuyên thời không, cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được một vài thứ. Không, hẳn là táng lấy ba cái thời đại. Lão nhân coi mộ lắc đầu, cười nói, trong miệng ngươi thái cổ, chôn ở một chỗ khác. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, lão nhân coi mộ vội vàng ngậm miệng không nói. Hiển nhiên, lời này hắn nguyên bản là không chuẩn bị nói cho Tiêu Phàm, không nghĩ tới nhanh miệng nói ra. Nhưng mà... Tiêu Phàm trong lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn, lúc trước hắn đi qua vạn cổ thần mộ, không phải liền là táng lấy ba cái thời đại sao? Ngoại trừ thái cổ bên ngoài, hoang cổ, viễn cổ cùng thượng cổ đều chôn ở trong đó. Về phần thái cổ, thì là chôn ở chấn thế đồng quan bên trong, điểm này, Tiêu Phàm sớm đã biết rõ. Xem ra ta chỉ thích hợp thủ mộ A, lão nhân coi mộ hiển nhiên nhìn ra Tiêu Phàm phỏng đoán, bất đắc dĩ nói một câu, tiểu tử. Sau này còn gặp lại. Nói xong, lão nhân coi mộ liền không thấy bóng dáng, tại chỗ chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một mảnh tinh vân bên trong, ẩn chứa một cỗ sức mạnh huyền diệu, dù cho Tiêu Phàm cũng vô pháp dò xét rõ ràng. Thật đúng là hảo thủ đoạn, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Lão nhân coi mộ mở ra thế giới này, hắn vậy mà mở không ra. Cái này khiến hắn đối lão nhân coi mộ thực lực lại có chút lau mắt mà nhìn. Lão gia hỏa này, 89 phần 10 đạt đến vô thượng thánh tổ cấp độ, chính là thiên địa cao cấp nhất tồn tại một trong. Bình tĩnh trở lại Tiêu Phàm, rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề khác, nếu như chư thiên thần chủng chính là vạn cổ thần mộ mà nói, vậy cuối cùng không phải rơi vào tà thần trong tay sao? Nói như vậy, đến người đón ta, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cho tới nay, hắn đều không ngừng đánh giá cao tà thần thực lực. Nhưng nếu như tiếp bản thân trở lại người đời sau thực sự là tà thần mà nói, vậy mình chỉ sợ vẫn là xem thường tà thần năng lực. Có thể vượt qua thời không tiếp dẫn người khác, phóng nhãn hậu thế thiên hạ, đoán chừng cũng chỉ có tà thần một người có thể làm được. Chư thiên thần chủng ta hiểu rõ, có thể táng tổ thiên mộ đây.
Tiêu Phàm trong lòng không hiểu. Hậu thế thế nhưng là có ngũ đại hung địa, bây giờ huyết u minh, vạn cổ hung phần, vô tận thiên khư cùng chư thiên thần chủng hắn tìm được chỗ, chỉ có táng tổ thiên mộ hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ, táng tổ thiên mộ bây giờ còn chưa xuất hiện? Khả năng này rất lớn, Tiêu Phàm cũng không có quá qua ải tâm, đời sau hắn, thế nhưng là có cơ hội tiến vào táng tổ thiên mộ, đến lúc đó tự nhiên tất cả liền rõ ràng. Lão nhân coi mộ rời đi, Tiêu Phàm lại không có rời đi, hắn trở thành cái thứ hai lão nhân coi mộ, một mực ở tại nơi này phiến hoang vu chi địa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đồng thời, hắn cũng đang chờ, chờ cái kia tiếp dẫn hắn người, rốt cuộc là ai? Thời gian trôi qua, trên trăm vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm chớp mắt liền qua. Tiêu Phàm ký ức không có tiếp tục trôi qua, cái này cần ý cùng thời không lão nhân trợ giúp. Thời đại này, Tiêu Phàm tu vi ẩn ẩn có loại muốn đột phá cảm giác, nhưng vẫn như cũ bị hắn áp chế một cách cưỡng ép lấy, có thể linh hồn chi lực, bất kể như thế nào đều áp chế không nổi, lại đạt đến một cái tầng thứ cao hơn. Có một ngày, Tiêu Phàm đột nhiên từ trong nhập định tỉnh lại, trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang, xuyên thủng thiên vũ, trong miệng trầm ngâm, chờ đợi dòng dã mấy trăm vạn năm, thời đại này rốt cuộc phải chung kết sao? Tiêu Phàm không có như trước đó lo lắng như vậy, hắn biết rõ, thái cổ thời đại những cái kia chí cường giả, sớm đã tính toán đến nơi này một ngày. Bọn họ đang bố một cái cục, một cái vượt qua thời không vạn cổ, phóng xạ cửu thiên thập địa một cái bẫy. Mặc dù Tiêu Phàm không biết là cái gì, nhưng hắn nội tâm cũng có một chút phỏng đoán. Ầm ầm, Tiêu Phàm suy nghĩ bị đánh gãy, hắn ngóng nhìn cùng thiên khung phía trên, nơi đó ma khí trùng thiên. Hắn thấy được hai cái người quen, một cái là Tử Vũ, một cái là Huyền Vũ, hai người cũng đạt tới tuyệt thế thánh tổ cấp độ, hung uy vô hạn, đại sát tứ phương. Nhưng ma tổ hoàn toàn như trước đây cường đại, rất nhanh, bọn họ liền rơi vào hạ phong. Tiêu Phàm rất muốn ra tay, có thể trong đầu hắn lại hiện lên lão nhân coi mộ lời nói, thời đại này giao cho hắn. Đây cũng không phải là một câu nói đùa, mà là lão nhân coi mộ thật có như vậy thực lực. Quả nhiên, ở thái cổ thần giới sắp thất bại thời khắc, lão nhân coi mộ rốt cục xuất thủ. Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên kiến thức đến lão già này cường đại, một cái cối xay ném về phía không trung, hóa thành một đen một trắng hai cái cối xay. Bạch sắc bao trùm toàn bộ thái cổ thần giới, hắc sắc uy áp thiên vũ, hai người không ngừng tới gần. Ma tộc cường giả ngăn cản không nổi cỗ kia nổ tính lực lượng, tất cả đều nổ tung, hóa thành mênh mông huyết vũ tràn ngập hư không. Không chỉ có ma tộc cường giả tử thương thảm trọng, ngay cả thái cổ thần giới, cũng lại không thánh tổ cảnh cường giả. Một trận chiến này, không có thái cổ thời kỳ cùng hoang cổ thời kỳ như vậy hung hiểm, ngược lại thật giống là một đòn định càn khôn. Lão nhân coi mộ không có nói láo, thời đại này, thật kết thúc trong tay hắn. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm cũng lại cũng không cảm giác được hắn khí tức. Làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh về sau, Tiêu Phàm bắt đầu hành tẩu mặt đất bao la, vô số thi cốt bị hắn đưa vào chư thiên thần trùng. Nhưng lục soát khắp thái cổ thần giới, hắn cũng không có cảm ứng được lão nhân coi mộ khí tức. Chẳng lẽ lão già này, thật đã chết rồi? Tiêu Phàm hồ nghi. Sắc mặt có chút âm trầm. Cứ việc hắn không tin, nhưng ít ra hiện tại xem ra là một sự thật. Có lẽ còn có một loại khả năng khác, kia liền là lão già này thực lực, xa so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, hắn nếu như ẩn tàng, Tiêu Phàm cũng không biện pháp cảm ứng được. Đi lần này chính là vài vạn năm, Tiêu Phàm đem thái cổ thần giới mỗi một góc đều đi một lượt. Mới sinh linh bắt đầu sinh ra, cường giả bắt đầu quật khởi. Cái này biểu thị khác một thời đại bắt đầu. Tiêu Phàm không có tham dự, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Thượng cổ, rốt cuộc đã tới sao? Một ngày này, Tiêu Phàm lại trở về đã từng lão nhân coi mộ trấn thủ địa phương, ngẩng đầu nhìn thiên, hết sức cảm khái, càng là hết sức cô tịch. Hắn rốt cuộc cảm nhận được lão nhân coi mộ loại cảm giác đó, tử vong thật chưa hẳn đáng sợ là chỉ có tự mình một người ở gánh vác. Tiểu Hữu, ta tới. Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, đột nhiên hắn hư không đã nứt ra một đường vết rách, một đạo ung dung thanh âm truyền đến. Tiêu Phàm thần sắc cực kỳ bình tĩnh, mặc dù hắn biết rõ, bản thân một ngày nào đó sẽ trở lại hậu thế. Quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái ngọc thụ lâm phong,
tuấn giật phi phàm trung niên nam tử từ trong hư vô đi tới, ở sau lưng hắn, là một đầu kim sắc thời không thông đạo. Hiển nhiên, đây chính là thời không chi hà. Tiền bối là, Tiêu Phàm hồ nghi nhìn xem trung niên nam tử, hắn cảm giác đối phương rất tinh tường, nhưng chính là nhận không ra. Không phải hắn đã mất đi ký ức, mà là hắn thật nghĩ không ra. Chúng ta trước đây không lâu mới thấy qua, liền nhanh như vậy quên ta. Trung niên nam tử mỉm cười. Ngài là tà thần tiền bối. Tiêu Phàm có chỗ phỏng đoán, nhưng không cách nào xác nhận. Dù cho đối phương gật đầu một cái, Tiêu Phàm vẫn như cũ vẻ mặt không thể tin, tà thần không phải một cái lão đầu sao, làm sao trở nên trẻ tuổi như vậy. Rất nhanh, Tiêu Phàm ý thức được cái gì? Hắn nhìn thấy tà thần sở dĩ tuổi già sức yếu, đó là bởi vì hắn thấy là đời sau tà thần, có lẽ, tới đón đưa hắn, cũng không phải là lúc trước tà thần. Đối với tà thần mà nói, mới gặp hắn không lâu, nhưng đối với hắn Tiêu Phàm mà nói, thế nhưng là qua hàng trăm hàng ngàn vạn năm. Đây là biết bao lâu đời thời gian, xa tới đủ để cho người quên hết mọi thứ. Tà thần tiền bối, ta nếu đi, vậy cái này chư thiên thần trùng. Tiêu Phàm lo lắng hỏi. Lão nhân coi mộ trước khi đi giao cho hắn nhiệm vụ, Tiêu Phàm không có khả năng như thế buông tay bất kể. Nhưng giao cho tà thần, Tiêu Phàm lại có chút bận tâm, cũng không phải hắn không tin tà thần, đời sau tà thần một mực thủ hộ lấy vạn cổ thần mộ chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ là nếu để cho tà thần đến táng tiếp xuống một thời đại, đối với hắn mà nói, có lẽ là gánh nặng cực lớn, sẽ để cho hắn bỏ ra kinh khủng đại giới. Đời sau tà thần như vậy già nua, có lẽ liền cùng cái này có quan hệ rất lớn. Chư thiên thần trùng, còn phải dựa vào ngươi để hoàn thành. Tà thần đắng chát cười một tiếng. Ta, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Chính mình cũng phải đi về, còn thế nào quản thượng cổ sự tình. Ngươi hiện tại linh hồn lực lượng, ta không mang được ngươi. Tà thần có chút bất đắc dĩ, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm linh hồn chi lực sẽ cường đại như thế. Tiêu Phàm nghe vậy, tựa như minh bạch cái gì. Ngay sau đó, hắn lấy tay một chiêu, một bóng người từ chư thiên thần chủng bên trong bắn ra, hiện lên ở trước mắt hắn. Thân ảnh không phải người khác, chính là hắn linh hồn phân thân, táng. Tiêu Phàm thở sâu, trong nháy mắt một điểm. Một vệt sáng trong nháy mắt nhiếp vào mi tâm của hắn, ngay sau đó, Tiêu Phàm khí tức trên thân chậm rãi biến yếu. Mà linh hồn phân thân năng lực nhưng đang nhanh chóng mạnh lên, cường đại đến để tà thần đều hơi kinh ngạc cấp độ. Tất cả chuyện tiếp theo, đều giao cho ngươi, Tiêu Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng. Bản tôn yên tâm, linh hồn phân thân gật gật đầu, hắn tồn tại, chính là vì không cho Tiêu Phàm quên, tương lai, ta sẽ đem ta tất cả giấu ở một cái địa phương. Chờ bản tôn tới lấy. Tốt, Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn cũng không nói gì địa phương, ai biết thượng cổ về sau, chỗ kia còn có tồn tại hay không. Nếu như tin tưởng ta, chờ chút ta cho ngươi biết. Tà thần chen vào một câu. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Hắn không lo lắng tà thần sẽ lấy đi hắn đồ vật, mặc dù hắn không biết thời không lão nhân cùng lão nhân coi mộ bọn họ ở bố một cái cục gì. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn Tiêu Phàm là trong cục một khỏa trọng yếu quân cờ. Đồng dạng, tà thần cũng là như thế, hắn có thể có được lão nhân coi mộ tín nhiệm, chắc chắn sẽ không chiếm lấy bản thân đồ vật. Hơn nữa, tà thần tất nhiên vừa nói như thế, hắn đại khái liền biết vì sao chư thiên thần chủng sẽ rơi vào tà thần trong tay. Hơn phân nửa là hắn linh hồn phân thân chôn vùi xuống thời đại tiếp theo, thượng cổ thời đại. Sau đó táng biến mất. Mà tà thần một mực đang bảo vệ chư thiên thần trùng, chỉ bất quá hậu thế xưng là vạn cổ thần mộ. Đi thôi, thời gian không nhiều lắm, tà thần mỉm cười. Lấy tay một chiêu, Tiêu Phàm không có chút nào sức phản kháng, trong nháy mắt bị tà thần kéo vào thời không thông đạo. Quả nhiên như Tiêu Phàm sở liệu, hắn vừa bước vào thời không thông đạo, trí nhớ trong đầu phi tốc trôi qua, cũng không phải đời sau ký ức, mà là kiếp trước ký ức. Dù cho hắn nghĩ dùng ký ức thủy tinh lưu lại, đều làm không được. Không cần thử, người xuyên qua thời không trở lại thái cổ, đã là cực kỳ không dễ dàng, muốn đem thái cổ đến viễn cổ đồ vật mang đi tương lai, ai cũng làm không được. Tà thần bất đắc dĩ giải thích nói. Tiêu Phàm đành phải từ bỏ quyết định này, bất quá trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước tà thần giải thích nghi hoặc. Tà thần tiền bối,
ngươi không phải nói cùng Táng chỉ có duyên gặp mặt một lần, không biết hắn đi nơi nào sao? Tiêu Phàm trợn trắng mắt, chính mình là Táng sự tình, tà thần rõ ràng là biết đến a, hắn vậy mà cùng bản thân làm trò bí hiểm. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta theo có chôn qua gặp mặt một lần, xác thực chỉ là gặp mặt một lần a, hơn nữa ta cũng xác thực không biết hắn đi nơi nào, chỉ biết là hắn còn sống, nhưng chưa chắc là sống ở hậu thế, cũng có khả năng sống ở quá khứ. Tà thần một bộ không liên quan ta sự tình dáng vẻ. Ngay sau đó hắn lại bổ sung một câu, hơn nữa ta không phải đã nói, ta có loại dự cảm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ hắn sao? Tiêu Phàm nhếch miệng, hắn làm sao biết, chính mình là Táng, trong truyền thuyết Táng, căn bản không tồn tại. Đúng rồi, ta linh hồn phân thân cho ta vật lưu lại, tiền bối hẳn phải biết ở đâu a? Tiêu Phàm lại hỏi, hiện tại ta không biết rõ. Tà thần lắc đầu. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, ngươi không phải mới vừa nói chờ chút nói cho ta biết đủ, tại sao lại nói không biết? Lúc này, tà thần nhìn thoáng qua thời không chi hà bên ngoài, nói, hiện tại, vẫn là ở thượng cổ thời kỳ. Ngay sau đó, hắn mang theo Tiêu Phàm tiếp tục dọc theo thời không chi hà mà xuống, sau một khắc, đột nhiên ở tại bọn hắn trước mắt xuất hiện một đạo cánh cửa màu đen. Tiêu Phàm mãnh kinh, bản thân trở lại thái cổ thời điểm. Nơi này chính là không có môn hộ a, vì sao nơi này sẽ có một cái? Hơn nữa, hắn đứng ở nơi này môn hộ phía trước, lại có loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Ngươi là xác định vị trí truyền tống thái cổ, đương nhiên sẽ không gặp gỡ môn hộ, liền tựa như thời không xuyên toa hoàn. Tà thần giải thích một câu. Đối mặt cái này cánh cửa khổng lồ, tà thần cũng có chút ngưng trọng, hắn bốn phía quên một cái, tựa như sợ bị người hướng về một dạng. Ngay sau đó, hắn chậm rãi tới gần cánh cửa kia, trên người tràn ngập một cỗ sức mạnh huyền diệu, cánh cửa kia đột nhiên hòa tan mở một đường vết rách. Tà thần không chút do dự mang theo Tiêu Phàm tiến nhập trong đó, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở thời không chi môn một đầu khác. Tiền bối, cánh cửa này là... Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác trong đầu mình đồ vật bị rút sạch đồng dạng, đã từng ký ức đều biến mất hết, vẻn vẹn chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ. Đây là thời không chi môn, cho dù là ta, cũng chỉ có thể xuyên toa một cái, đây cũng là ta chỉ có thể trở lại thượng cổ tiếp ngươi nguyên nhân. Tà thần giải thích nói. Nhưng mà, tiếp xuống Tiêu Phàm một câu, lại là để tà thần vẻ mặt mộng bức, thượng cổ. Cái gì thượng cổ, không có gì, tà thần lắc đầu, hắn biết rõ, Tiêu Phàm ký ức đã toàn bộ bị phong ấn, dừng một chút, hắn lại nói, Tiêu Phàm, chờ ngươi có cơ hội tiến vào Táng tổ thiên mộ. Người muốn biết rõ tất cả, tự nhiên thì sẽ biết. Ta nghĩ biết rõ cái gì? Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đung đưa đầu, làm sao cũng nhớ không nổi đến, đúng rồi, tiền bối, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Nhớ kỹ ta, tà thần không có trả lời, mà là đột nhiên một chưởng đem Tiêu Phàm đẩy ra thời không chi hà. Một chỗ không gian bên trong, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn xem bốn phía, dường như là một giấc mộng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, vô luận như thế nào nghĩ, đều nghĩ không ra. Hắn chỉ biết mình bước vào thời không chi hà, sau đó tà thần không giải thích được xuất hiện, lại đem hắn mang ra ngoài. A, ta tu vi làm sao đột phá đến trung phẩm nguyên tôn? Tiêu Phàm kiểm tra bản thân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, linh hồn chi lực càng là đạt đến thiên tôn cảnh giới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn lại nhiều lần kiểm tra, mới vững tin đây là sự thực. Về phần xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết. Tà thần tiền bối để cho ta tiến về Táng tổ thiên mộ, nơi đó có thứ mà ta cần. Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm, sau đó nhìn qua cách đó không xa một đạo huyết sắc thạch môn, phía trên đột nhiên ngưng tụ ra một tấm già nua mặt người. Người đã tỉnh, già nua mặt người mở miệng nói chuyện, ánh mắt phức tạp, còn mang theo một tia kính sợ. Đưa ta ly khai, Tiêu Phàm gật gật đầu. Mang ta đi chung đi thôi, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, cửa đá vậy mà chủ động đề nghị. Tốt, Tiêu Phàm cười cười, cái này huyết sắc thạch môn thật không đơn giản, nguyên bản còn muốn mang đi nó còn có thể không nguyện ý, tất nhiên đối phương chủ động mở miệng, hắn còn có lý do gì cự tuyệt đây. Ngoại giới, Kim Tu La tộc, tụ tập vô số tu sĩ, thủ hộ ở huyết sắc thạch môn trước mặt. Tộc trưởng, tiểu tử kia tiến nhập tổ mộ. Hơn phân nửa đã được đến tộc ta tiên tổ truyền thừa, nhất định không thể để cho hắn đào thoát. Kim Đằng cắn răng nghiến lợi hướng về huyết sắc thạch môn.
Hắn nội tâm đối Tiêu Phàm hận thấu xương, Tu La tộc tiên tổ truyền thừa, vốn hẳn nên thuộc về hắn. Không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể đi vào, hiện tại, chỉ cần Tiêu Phàm xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự giết Tiêu Phàm. Kim La thần sắc lạnh lùng, trước đó Kim Đằng làm dáng, đã để hắn đối với hắn 10 điểm khó chịu. Chỉ bất quá, hắn cũng không tiện trắng trợn giết Kim Đằng, dù sao Kim Đằng là Kim Tu La tộc thiên tài. Cha, Tiêu huynh đã đi vào hơn mấy tháng, ta xem. Kim Lân thần sắc có chút khó coi, những ngày qua, hắn nhưng là thừa nhận áp lực thực lớn. Tiêu Phàm là hắn mang tới, mặc dù hắn không quan tâm cái gì Tu La tộc tiên tổ truyền thừa, nhưng là phụ thân hắn, còn có Kim Đằng, thậm chí hắn tất cả tộc nhân đều quan tâm. Vô số tuế nguyệt đến nay, bọn họ đều đang mong đợi có thể có được tiên tổ truyền thừa. Kim Lân, ngươi chẳng lẽ còn muốn nói đỡ cho hắn, đừng quên, người thế nhưng là ngươi mang tới. Kim Đằng cười lạnh, mấy tháng này, hắn đã sớm đem tất cả liên quan viết rõ rõ ràng ràng. Kẻ cầm đầu, chính là Kim Lân. Tốt rồi, Kim La nhíu mày, cho dù Kim Lân lại làm sao phế vật, vậy cũng là hắn nhi tử, điểm này là không cho phép phủ định. Trước kia hắn ngược lại là xem trọng Kim Đằng, có thể lần trước Kim Đằng không chút do dự bán đứng hắn, trong mắt hắn, Kim Đằng đã định trước là một người chết. Ong ong vừa dứt lời, đột nhiên, huyết sắc thạch môn nhộn nhạo từng đạo huyết sắc gợn sóng, Kim Tu La tộc chúng người thấy thế, nhao nhao hướng phía sau thối lui, biểu tình hoảng sợ. Đi ra, mọi người cùng nhau giết hắn, ai giết hắn, người đó là tộc trưởng. Kim Đằng kêu to không thôi, trong mắt lóe lên nồng nặc cực nóng. Hắn không có chút nào thèm quan tâm một bên Kim La ánh mắt, tựa như hoàn toàn quên đi, Kim La còn chưa có chết đây. Hiện tại Kim Tu La tộc tộc trưởng, vẫn là Kim La. Kim La trong mắt lãnh mang lấp lóe, bất quá không có mở miệng, huyết sắc thạch môn cổ quái hắn nhưng là ấn tượng cực kỳ hiểu sâu. Nếu như hắn mở miệng xông đi lên, khó tránh khỏi để người không phục, dù sao cái này không khác nào chịu chết hành vi. Nhưng Kim Đằng vừa nói như thế, trong nháy mắt khơi gợi lên tất cả mọi người dục vọng, không cần hắn mở miệng, hắn tộc nhân cũng sẽ đi dò xét huyết sắc thạch môn. Nhưng mà, nhường hắn ngoài ý muốn là, huyết sắc thạch môn quang mang lóe lên, bỗng tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, huyết sắc thạch môn vị trí, đột nhiên không hiểu ra sao xuất hiện một đạo áo bào đen thân ảnh. Ngoại trừ Tiêu Phàm, còn có thể là ai đây? Tiểu tử, đem ta tộc tiên tổ truyền thừa giao ra. Kim Đằng đứng mũi chịu sào, đi tại phía trước nhất, vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Nghĩ đến bản thân chỉ cần giết chết Tiêu Phàm, có thể có được tiên tổ truyền thừa, hắn liền mừng rỡ không thôi. Bất quá, hắn vẫn không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc, mà là tại trong bóng tối thăm dò Tiêu Phàm thực lực. Ta nếu không cho đây, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, hí ngược nhìn xem Kim Đằng. Nếu như là hắn tiến vào huyết sắc thạch môn trước kia, mặc dù có lẽ còn sẽ có chút kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, hắn đột phá tu vi đến trung phẩm nguyên tôn cảnh không nói, linh hồn chi lực càng là không giải thích được đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Kim Đằng chẳng qua là hạ phẩm pháp tôn mà thôi, vẻn vẹn linh hồn chi lực, là hắn có thể đủ tùy tiện nghiền ép Kim Đằng. Ngươi tự tìm cái chết, giết hắn, Kim Đằng gầm thét một tiếng, lấy tay vung lên. Đồng thời quát to, các tộc nhân, ai giết hắn, ai có thể có được tiên tổ truyền thừa. Lời này vừa nói ra, nguyên bản ngừng thân hình đám người, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Tiêu Phàm ngược lại là không hoảng hốt không vội, xòe bàn tay ra, Tu La kiếm lần nữa xuất hiện ở trong tay bản thân, hắn đều không biết, chuôi kiếm này, đã từng cho thần vô tận. Kiếm phệ, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, Tu La kiếm vũ động. Vô cùng vô tận kiếm khi bắn về phía tứ phương, trong nháy mắt hình thành một cái kiếm chi thế giới. Ngay sau đó, một trận kêu thảm vang lên, vô số Kim Tu La tộc tu sĩ lộ ra vẻ sợ hãi, điên cuồng tới phía ngoài bên cạnh đào tẩu. Hắn nhất định là ở tổ mộ ở bên trong lấy được cái gì, bằng không không có khả năng ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đột phá đến trung phẩm nguyên tôn cảnh. Kim Đằng trong lòng càng kích động lên. Tiêu Phàm vừa ra tay. Hắn trong nháy mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi. Một cái trung phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ, còn có gì đáng sợ chứ? Nghĩ vậy, Kim Đằng lại cũng không có do dự, cầm trong tay đại đao giận phách mà ra, hạ phẩm pháp tôn cảnh chiến lực hiển lộ không thể nghi ngờ.
Lấy hắn thiên phú, dù cho bình thường trung phẩm pháp tôn, cũng có thể một trận chiến. Thật đúng là tự tìm cái chết, Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Cái này Kim Đằng, mấy tháng trước vẫn khiêu khích hắn, không đem hắn để ở trong lòng. Tiêu Phàm lần trước không xuất thủ, là kiêng kỵ Kim Tu La tộc, nhưng là bây giờ, hắn vừa vặn cần một người đến trấn nhiếp Kim Tu La tộc. Lấy Kim Đằng thực lực và thân phận, có vẻ như không thể tốt hơn nữa. Kiếm thệ, Tiêu Phàm một kiếm chém xuống, chỉ thấy một đạo bạch quang chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thậm chí, người ở chỗ này, căn bản không có mấy người lấy lại tinh thần, chỉ có Kim La số ít mấy người thấy rõ. Phốc phốc, huyết sắc kiếm ảnh xạ hướng hư không, Kim Đằng thân ảnh đột nhiên đình chỉ tại nguyên chỗ, trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười dữ tợn. Mấy tức về sau, Kim Đằng thân thể bỗng một phân thành hai, sau đó bị vô số kiếm khí xoắn nát, cái gì đều không lưu lại. Tề Kim Tu La tộc tu sĩ khác thấy thế, tất cả đều đã ngừng lại thân ảnh, giống như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Một kiếm ra, khắp nơi lặng ngắt như tờ. Cái này, Kim Lân biết rõ Tiêu Phàm có hạ phẩm pháp tôn cảnh chiến lực, thế nhưng là, cũng bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến. Trung phẩm pháp tôn uy lực, Kim La con người hơi hơi co rụt lại, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, không đúng, hắn khí tức xác thực chỉ là trung phẩm nguyên tôn, vì sao sẽ mạnh như vậy đây? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, bình tĩnh nhìn trước mắt sợ choáng váng Kim Tu La tộc tu sĩ. Nhưng là, hắn nội tâm cũng vô cùng kinh hãi. Không đúng, ta thực lực có vẻ như không có mạnh như vậy a. Tiêu Phàm nội tâm hết sức kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn muốn vận dụng thiên tôn cảnh linh hồn chi lực trấn áp Kim Đằng, sau đó một kiếm đánh giết. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà một kiếm dễ dàng giết hắn. Rất nhanh, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nếu như chỉ bằng vào một loại bản nguyên chi lực, hắn xác thực không có mạnh như vậy. Nhưng là, vừa rồi một sát na kia, hắn ra tay toàn lực, một kiếm kia vậy mà dung hợp hai loại bản nguyên chi lực, một loại là kiếm đạo bản nguyên lực lượng, mà đổi thành một loại, thì là sát lục bản nguyên chi lực. Phải biết, hắn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng sát lục bản nguyên chi lực, thế nhưng là phân biệt đạt đến 1.6000 nguyên cùng 2.000 nguyên, cộng lại thế nhưng là 3.6000 nguyên. Đã vượt qua bình thường trung phẩm pháp tôn cảnh giới hạn. Huống chi, hắn hai loại bản nguyên chi lực khống chế độ đều đạt đến 8/10 trở lên, một kiếm này uy lực, xa so với bình thường trung phẩm pháp tôn cảnh còn mạnh hơn. Đương nhiên, nếu như Kim Đằng không có khinh thường Tiêu Phàm, có lẽ cũng sẽ không chết uất ức như thế. Bất quá, Tiêu Phàm phát hiện, vừa rồi một kiếm kia, có vẻ như còn không phải hắn toàn bộ lực lượng. Ta giống như có thể dung hợp ba loại bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm trong lòng cổ quái không thôi. Chính mình cũng không có đi lĩnh ngộ a, tại sao sẽ đột nhiên dung hợp ba loại bản nguyên chi lực đây? Chẳng lẽ là bởi vì ở thời không chi hà bên trong đi một vòng, ba loại bản nguyên chi lực liền tự động dung hợp. Hắn không biết là, hắn xuyên Việt Thái Cổ, đến viễn cổ hậu kỳ mới rời khỏi, ba loại bản nguyên chi lực sớm đã dung hợp. Liền hắn chính mình cũng không biết, ba loại này bản nguyên chi lực dung hợp, sớm đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Đến mức, hắn tùy tâm sở dục liền có thể thi triển đi ra. Nếu như muốn nói Tiêu Phàm xuyên Việt Thái Cổ, thu hoạch lớn nhất là cái gì, không hề nghi ngờ, là dung hợp ba loại bản nguyên chi lực. Dù cho linh hồn chi lực đột phá thiên tôn chi cảnh, cũng không có bản nguyên chi lực dung hợp trọng yếu. Thật lâu, Tiêu Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lãnh đạm nhìn xem Kim Tu La tộc chúng người nói, còn có ai muốn động thủ sao? Kim La nheo mắt, nội tâm trong lúc nhất thời có chút do dự. Sau một khắc, Tiêu Phàm hết sức thanh âm bá đạo vang vọng toàn trường, tất nhiên không có người nào muốn động thủ, vậy ta tuyên bố một sự kiện. Từ giờ trở đi, Kim Lân là Kim Tu La tộc tộc trưởng. Ta, Kim Lân trợn tròn mắt, dư quang lại là thỉnh thoảng liếc nhìn Kim La. Kim La trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ không khỏi quá bá đạo, ta Kim Tu La tộc sự tình, còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này nhúng tay a. Ngoại nhân, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Chỉ một thoáng, hắn vận chuyển vô tận chiến huyết, cuồn cuộn huyết mạch chi lực nở rộ. Sau đó phô thiên cái địa quét sạch mà ra, sao? Phù 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 phù, Kim Tu La tộc chúng người cảm nhận được cỗ này cường đại huyết mạch chi lực,
tất cả đều giống như rơi sủi cảo quỳ rạp dưới đất, nơi nào còn có nửa điểm ý niệm phản kháng. Kim La cắn răng nghiến lợi kiên trì, cái kia thể nội huyết mạch lực lượng không ngừng run rẩy, hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi làm sao có được Tu La tộc huyết mạch? Hắn biết rõ, Tiêu Phàm không kim có được Tu La tộc huyết mạch, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố tổ huyết. Đạt tới hắn dạng này cảnh giới, cũng chỉ có tổ huyết huyết mạch uy lực mới có thể áp chế hắn. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm giống như một tôn cái thế ma tôn, đứng chắp tay, lạnh lùng quan sát Kim La. Kim La thở sâu, đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, bàn tay đột nhiên hóa thành lăng lệ móng vuốt hướng về Tiêu Phàm cổ họng chộp tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hừ, Tiêu Phàm tựa như đã sớm biết Kim La sẽ ra tay, hừ lạnh thời khắc, thiên tôn cảnh linh hồn chi lực lần nữa quét sạch mà ra. Phù phù, Kim La lại cũng ngăn cản không nổi cỗ kia uy áp, hai đầu gối trọng trọng quỳ rạp dưới đất, truyền đến tiếng gãy xương. Dám can đảm đối bản tộc trưởng xuất thủ, đáng chém. Tiêu Phàm ngữ khí băng hàn, vốn cho là chết một cái kim đằng như vậy đủ rồi, hắn còn không có chuẩn bị bại lộ Tu La tộc thân phận. Nhưng hiện tại, Kim La lại còn muốn giết hắn, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không dám có giữ lại chút nào. Dù sao, Kim La dù sao cũng là trung phẩm pháp tôn cảnh giới. Tiêu huynh tha mạng, Kim Lân thấy thế, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, Tiêu Phàm không có nhằm vào hắn, cho nên hắn là duy nhất có thể đứng một người. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trầm ngâm chốc lát về sau, mới nói, nể mặt ngươi, tha cho hắn một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, tước đoạt ngươi Tu La tộc huyết mạch chi lực, còn dám phạm thượng, giết. Cái cuối cùng chữ giết vừa ra, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Sau một khắc, bọn họ ẩn ẩn cảm nhận được Kim La trên người đã mất đi thứ gì, hiển nhiên, kia liền là huyết mạch chi lực. Làm sao sẽ, ngươi có thể nào đoạt ta huyết mạch chi lực? Kim La vẻ mặt đau thương cùng tuyệt vọng, dù cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm là Tu La tộc tộc trưởng. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, ta vì sao có thể đoạt ngươi huyết mạch chi lực? Hắn hiện tại thế nhưng là dung hợp gần 9.000 loại thần huyết, hoàn toàn không thua Tu La tộc tổ huyết uy lực, chiếm lấy một cái Tu La tộc lão tổ sáng tạo ra chủng tộc huyết mạch chi lực, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm không có động thủ giết Kim La, đã coi như là nhân từ nương tay. Cho dù không thấy huyết mạch chi lực, ta giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Kim La đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tức giận nhào về phía Tiêu Phàm. Không thấy huyết mạch chi lực, hắn ngược lại không cần tiếp nhận tổ huyết chi uy áp chế, chỉ cần tiếp nhận thiên tôn linh hồn chi lực uy áp, đột nhiên như một đầu như sư tử xông ra. Thử ngâm một đạo tiếng kiếm reo vang lên, quang mang chói mắt đâm đến người con mắt có chút đau nhức, tất cả mọi người đều quỳ rạp dưới đất. Không Kim Lân lại là kinh hô một tiếng, thân hình bạo khởi, trực tiếp ngăn tại Kim La trước mặt. Mấy tức về sau, đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chật vật ngẩng đầu hướng về Tiêu Phàm nhìn tới. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn không được hít một hơi lạnh. Mạnh, quá mạnh, cái này thật chỉ là trung phẩm nguyên tôn. Chỉ thấy Tiêu Phàm một kiếm xuyên qua hai đạo thân thể, Kim Lân ngăn tại Kim La trước người, trên thân hai người huyết nhục văng tung tóe. Phải biết, đây chính là có thể so với vô thượng kim thân nhị đoán, thậm chí tam đoán sức mạnh thân thể A, lại bị Tiêu Phàm tùy tiện xuyên qua. Hơn nữa bọn họ không biết là, đây là Tiêu Phàm hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không mà nói, Kim La cùng Kim Lân đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim La toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, đỏ thắm hai mắt chậm rãi bình tĩnh trở lại, không thể tin nhìn xem Kim Lân. Đây thật là bản thân nhi tử, ở lúc mấu chốt, nguyện ý thay mình hy sinh tính mệnh. Lân nhi, Kim La ôm Kim Lân, mở ra Tiêu Phàm trường kiếm, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Cha, ta không sao. Kim Lân ho khan mấy tiếng, sắc mặt tái nhợt, sau đó đột nhiên quỳ mọp xuống, cung kính bái nói, tạ tộc trưởng hạ thủ lưu tình. Tiêu Phàm con người băng lãnh chậm rãi thu liếm, thở thật dài một cái, nhìn chăm chú Kim La nói, người có Lân nhi. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi. Chờ chút, đột nhiên, Kim Lân gọi lại Tiêu Phàm, nói, tộc trưởng xuất thế, ta Kim Tu La tộc, lẽ ra quy thuận. Tiêu Phàm không nói, mà là quét mắt mặt khác Kim Tu La tộc tu sĩ. Bái kiến tộc trưởng, mặt khác Kim Tu La nơi nào còn dám phản kháng, tất cả đều cung kính bái nói.
một tòa vách núi bên bờ, Kim Lân lấy tay vung lên, một vùng đất cổ xưa lập tức hóa thành một đoàn quang mang rơi vào trong tay hắn, hiển nhiên, đây là Kim Tu La tộc cổ địa. Tộc trưởng, Kim Lân cầm trong tay quang đoàn đưa cho Tiêu Phàm. Một bên Kim La ánh mắt lấp lóe, cho Kim Lân một ánh mắt, nhưng mà Kim Lân tựa như không thấy được một dạng. Chính ngươi giữ lại, ta nói ngươi là Kim Tu La tộc tộc trưởng, miễn là ngươi không phản bội ta, vĩnh viễn đều là. Tiêu Phàm không có tiếp nhận cùng đất cổ kia. Kim Tu La tộc dĩ nhiên cường đại, nhưng Tiêu Phàm thật đúng là không chút để vào mắt. Bất quá, đối với bây giờ Vô Tận Thần Phủ mà nói, cũng là to lớn chiến lực. Những ngày qua, ngoại giới xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn tiến vào Kim Tu La tộc trước đó, đã cho Tà Vũ bọn họ truyền âm, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Tộc trưởng, Kim Lân trầm ngâm mấy tức mở miệng. Gọi ta phủ chủ a. Tiêu Phàm đối cái này tộc trưởng cũng không có gì đại nhập cảm, hiện tại, hắn không chỉ có riêng là Tu La tộc tộc trưởng, càng là Vô Tận Thần Phủ phủ chủ. Phủ chủ, Kim Lân gật gật đầu, nói, vài ngày trước, Tổ Sơn dị tượng hiện thế, vô số ngoại lai tu sĩ toàn bộ đều tiến vào Tổ Sơn, mặt khác, nơi này thổ dân cũng đi theo vào, cũng nghĩ chiếm lấy Tổ Sơn truyền thừa. Yêu chủ truyền thừa sao? Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm. Trong lòng cũng có so đo, bản thân vừa mới truyền âm cho Tà Vũ bọn họ chưa hồi phục, hơn phân nửa là tiến nhập Tổ Sơn. Đúng, Kim Lân trịnh trọng gật đầu, bất quá, mấy tháng này, qua ba lần đêm tối, vô số thổ dân phát cuồng, cùng từ bên ngoài đến tu sĩ chém giết, hai phương đều chết tổn thương thảm trọng. Các ngươi không có tộc nhân tham gia. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Kim Lân. Kim Lân đắng chát cười nói, tộc ta tiên tổ có đại năng ngăn cách ngoại giới khí tức, hơi tàn đến nay, đã từng mỗi khi màn đêm buông xuống thời điểm, cũng là tộc ta ác mộng. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng có chút không hiểu, vì sao màn đêm buông xuống, vạn cổ hung phần bên trong thổ dân liền sẽ phát cuồng đây. Truyền văn, chúng ta những người này, bị giam ở vạn cổ hung phần bên trong, là bị đến nguyền rủa nguyên nhân. Bởi vì nguyền rủa duyên cớ, chưa có người có thể trốn qua một kiếp. Kim Lân nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, kiên nhẫn giải thích nói. Cùng ta hướng Tổ Sơn, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh nói. Tiểu, phủ chủ, Kim La ánh mắt lấp lóe, có chút lo lắng nói, không thể tiến về Tổ Sơn, chúng ta nếu như tiến vào nơi đó, có thể sẽ mê thất trong đó. Ngươi có thể không đi, Tiêu Phàm thản nhiên nói, quay người liền hướng Tổ Sơn phương hướng bay đi. Nếu như có thể, hắn cũng sẽ không đi, nhưng bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ khả năng đều tiến vào bên trong, hắn Tiêu Phàm lại làm sao có thể yên tâm. Đừng nói chỉ là mê thất trong đó, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. Kim La thở sâu, vẫn là đi theo. Ba người tốc độ rất nhanh, vạn cổ hung phần bên trong yêu thú tựa như đã toàn bộ đều tiến vào Tổ Sơn, bọn họ trên đường đi vậy mà không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào. Mấy ngày sau, mấy người hoành độ hư không, một mảnh mờ mịt sơn mạch in vào bọn họ tầm mắt, trong đó một ngọn núi cao đưa vào mây xanh, lấy thị lực của bọn họ, vậy mà khó có thể nhìn thấy cuối cùng. Một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ ba người, để mấy người cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Xa xa nhìn tới, toàn bộ sơn mạch bị tối tăm mờ mịt nồng vụ bao phủ, hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Thánh nữ, ngươi mau trốn, ta cản bọn họ lại. Thánh tử, phía trước chính là cửa ra, chỉ cần rời đi, thánh tử liền cứu được. Tiêu Phàm còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ Tổ Sơn, đột nhiên phía trước truyền đến một trận lo lắng tiếng kinh hô. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ trong sương mù dày đặc bắn ra, hậu phương càng là truyền đến một trận kinh thiên động địa vang vọng. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nghe được thánh nữ thánh tử mấy chữ này, hắn liền ẩn ẩn đoán được cái gì. Quả nhiên! Làm mấy bóng người kia thoáng hiện thời khắc, Tiêu Phàm khóe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên, thản nhiên nói, cản bọn họ lại, đừng để bọn họ chạy. Kim La cùng Kim Lân hai người lách mình ngăn tại mấy bóng người kia trước mặt, hung mãnh công kích hung hăng hướng về những người kia nộ oanh đi. Cút ngay, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới bên ngoài vẫn còn có người ngăn giết bọn hắn, lập tức vô cùng phẫn nộ, mấy người đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Kim La cùng Kim Lân. Trong đó hai nữ tử cùng một cái nam tử không có động thủ, mà là nhấc chân chạy. Như vậy vội vã chạy làm cái gì? Đột nhiên,
một bóng người ngăn tại ba người trước mặt, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tiêu Phàm, người còn sống. Trong đó một cái tịnh lệ nữ tử vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt vẻ cừu hận. Người chết, ta đều sẽ không chết. Tiêu Phàm mỉm cười, nhàn nhạt nhìn xem mấy người, nói Thiên Giao Thánh Nữ, U Lan Thánh Nữ, Ngọc Lang Thánh Tử, đã lâu không gặp. Thiên Giao ba người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Mấy tức về sau, Kim La cùng Kim Lân chém giết Thiên Giao ba người thuộc hạ, lần nữa xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, người đừng bức ta. Thiên Giao ánh mắt lấp lóe không yên, Tiêu Phàm nàng ngược lại không sợ, nhưng Kim Lân cùng Kim La trên người tán phát khí tức, lại là để cho nàng vô cùng kiêng kỵ. Bức ngươi lại như thế nào? Ngươi không phải có Thiên Tôn pháp thân sao? Tiêu Phàm từng bước một hướng về Thiên Giao đi đến. Thiên Giao khẽ cắn môi, sau đó trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ âm tàn, nàng nghĩa vô phản cố thúc giục Thiên Tôn pháp thân. Cùng lúc đó, U Lan Thánh Nữ cũng là như thế, ngược lại là Ngọc Lang Thánh Tử, thừa dịp Tiêu Phàm nói chuyện công pháp, xoay người bỏ chạy. Hai đạo Thiên Tôn pháp thân hiện lên, khí thế cường đại quét sạch toàn trường, sau đó hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh giết mà đến. Cản bọn họ lại, Tiêu Phàm để lại một câu nói, không chút do dự truy hướng Thiên Giao Thánh Nữ ba người. Mà Kim La cùng Kim Lân hai người lại gắt gao cuốn lấy hai đạo kia Thiên Tôn pháp thân, Thiên Tôn pháp thân thực lực, thế nhưng là trung phẩm pháp tôn bên trong cường giả, Kim La cùng Kim Lân hai người miễn cưỡng có thể đủ chống đối. Nhưng là, cũng phải tiếp nhận áp lực thực lớn. Thiên Giao, người không chạy thoát được đâu. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, một kiếm nổi giận chém mà ra. Tiêu Phàm, ta nếu không chết, định cùng ngươi không chết không thôi. Thiên Giao thê lương gầm thét, đột nhiên, nàng một chưởng đánh ở bên cạnh U Lan Thánh Nữ trên người. Thiên Giao, ngươi chết không yên lành. U Lan Thánh Nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bay ngược mà ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Thiên Giao vậy mà lại ra tay với nàng, hiện tại không phải là ba người hợp lực sao? Ngọc Lang, ngươi còn lo lắng cái gì? Mau đưa Thiên Tôn pháp thân triệu hoán đi ra. Thiên Giao ra sức gào thét. Hừ, chờ ngươi tính toán ta sao? Ngọc Lang Thánh Tử cười lạnh một tiếng, trốn được nhanh hơn. Chết, Tiêu Phàm nhẹ nhàng một hống, lấy hắn thực lực bây giờ, ở đâu là U Lan Thánh Nữ có thể địch, vẻn vẹn một đòn, U Lan Thánh Nữ liền hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị tiếp tục đuổi giết Thiên Giao Thánh Nữ thời khắc, hậu phương lại truyền tới Kim Lân tiếng kêu thảm thiết. Thiên Giao, lần sau, tất đòi mạng ngươi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, quay người hướng về Kim Lân vị trí chiến trường kích xạ đi. Chết, Tiêu Phàm một kiếm nổi giận chém mà ra, kiếm khí giống như trường hồng, xuyên qua tôn thứ hai Thiên Tôn pháp thân thân ảnh. Hắn nhẹ kéo một cái kiếm hoa, con người sâu thẳm, thần sắc lạnh lùng hướng về tổ sơn chỗ sâu. Kim Lân cùng Kim La hai cha con vẻ mặt ngốc trệ, ngây ngốc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết làm sao. Đây chính là Thiên Tôn pháp thân a, vậy mà thật bị Tiêu Phàm chém mất, hơn nữa liền không kịp thở một ngụm. Đi, Tiêu Phàm lãnh đạm phun ra một chữ, sau đó trực tiếp hướng về tổ sơn vị trí bay lượn đi. Lần này, Kim La cũng không có chút gì do dự, gần như đồng thời lách mình mà ra, đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, giống như một cái trung thành cấp dưới. Ba người vừa mới bước vào nồng vụ, cỗ kia khí tức ngột ngạt mạnh hơn mấy phần, mông lung sương mù, ngăn trở tầm mắt của bọn hắn. Dù cho lấy Tiêu Phàm thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Tổ Sơn, thật đúng là quỷ dị a. Tiêu Phàm lông mày hơi hơi nghiêm một chút. Ngay sau đó, cái mũi run run thời khắc, ngửi thấy nồng nặc huyết tinh chi khí, nghĩ đến là Thiên Giao mấy người một đám thuộc hạ, không biết bị nhân vật gì giết chết. Tiêu Phàm đến gần xem xét, quả nhiên thấy trên mặt đất nằm mấy cỗ thi thể, bất quá quỷ dị chính là mấy người thi thể đã làm sẹp không còn hình dáng. Nếu như không nhìn vết thương, căn bản không giống như là vừa mới tử vong bộ dáng. Hơn nữa, từng bộ kia thi thể tất cả đều trợn to hai mắt, biểu tình hoảng sợ, tựa như khi còn sống gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Một màn này, để Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Hắn ngược lại không lo lắng bản thân, mà là lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ. Ngoại trừ Tà Vũ bên ngoài, mấy người cũng chỉ là thánh tôn cảnh mà thôi, nếu như gặp phải cái kia nhân vật bí ẩn, sinh tử khó liệu. Phải biết,
Thiên Giao cùng Ngọc Lang mấy người thuộc hạ, đều là hạ phẩm pháp tôn cảnh a. Liền pháp tôn cảnh cũng không là đối thủ, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ có thể sống sót cơ hội 10 điểm xa vời. Hai người các ngươi có biết, giết chết bọn hắn là ai? Tiêu Phàm hỏi, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Kim Lân mờ mịt lắc đầu, ngược lại là Kim La con người hơi hơi co rụt lại, ngồi xổm xuống tử tế quan sát lấy mấy cổ thi thể kia, cơ thể hơi run lên. Hy vọng không phải bọn họ, Kim La hết sức ngưng trọng nói, âm trầm con người thỉnh thoảng phòng bị nhìn xem bốn phía. Là ai? Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng. Kim La thở sâu, nói cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá, tộc ta tiên tổ đã từng lưu lại bản chép tay, nói tổ sơn bên trong, sinh tồn một đám nhân vật cực kỳ đáng sợ. Bọn họ hàng năm cùng thi cốt làm bạn, không thể gặp ánh nắng, cực kỳ khát máu, phàm là gặp gỡ sinh linh, liền không chết không thôi. Không chết không thôi, Kim Lân bỗng nhiên dùng mình một cái, toàn thân có chút lạnh, luôn cảm giác có đồ vật gì theo dõi hắn. Nói như vậy, sinh linh này căn bản không có linh trí. Hoặc có lẽ là, bọn họ căn bản cũng không phải là sinh linh. Tiêu Phàm lại là híp híp hai mắt. Không sai. Tiên tổ cũng nói bọn chúng vì địa ngục vong linh. Kim La hít sâu mấy khẩu khí, toàn thân nhịn không được hiện nổi da gà lên. Địa ngục vong linh sao? Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, hắn tu la truyền thừa bên trong ngược lại là có quan hệ với Kim La trong miệng nói tới địa ngục vong linh tin tức. Bất quá tu la truyền thừa bên trong, bọn chúng có thể không gọi là địa ngục vong linh, mà là phệ linh cốt ma. Loại này vong linh, chuyên môn thôn phệ cùng linh khí vật có liên quan. Không chỉ có chỉ là máu tươi, còn có sinh linh sinh cơ, nguyên khí. Trước mắt mấy cỗ thi thể mặc dù chỉ còn lại có da bọc xương, nhìn qua vẻn vẹn chỉ là bị thôn phệ máu tươi, nhưng là, trên thực tế, bọn họ trên người mọi thứ đều bị ăn sạch. Tiêu Phàm vì chứng minh mình ý nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một trận gió nhẹ thổi qua, sau một khắc, mấy cỗ thi thể kia trong nháy mắt hóa thành một đám bụi trần tràn ngập tại hư không. Cái này... Kim Lân phụ tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm nhắc nhở một câu, tiếp tục đi về phía trước. Hắn rốt cục ý thức được, bản thân tiến vào nơi đây đến nay, vì sao vẫn không có cảm nhận được bất luận cái gì linh khí cùng nguyên khí tồn tại, ngược lại âm u đầy tử khí, giống như u minh địa ngục. Nguyên lai nơi này linh khí, nguyên khí, sinh cơ. Tất cả đều đã bị phệ linh cốt ma cắn nuốt mất. Hơn nữa. Phệ linh cốt ma vẫn là ma tộc bên trong chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, bọn chúng tiên tổ đã từng sinh ra tổ ma cường giả. Mà bây giờ, phệ linh cốt ma lại là xuất hiện ở tổ sơn vị trí, để Tiêu Phàm không thể không liên tưởng đến một ít chuyện. Phải biết, tổ sơn táng lấy có thể là thái cổ thời đại yêu chủ muốn phục sinh, trả ra đại giới tuyệt đối xa so với hỗn độn thần long cùng thái cổ thần hoàng phải lớn vô số lần. Chí ít, hắn tất nhiên cần bàng bạc sinh cơ. Linh khí cùng nguyên khí. Mà hết thảy này, vừa lúc là nơi này thiếu hụt thiếu. Nói cách khác, yêu chủ khả năng sớm đã bị người mưu hại. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Một cái dám tính toán yêu chủ người, thật không đơn giản. Đạt tới yêu chủ như vậy cảnh giới, không nói biết trước tương lai, nhưng tổng có thể cảm nhận được một vài thứ, chí ít cũng chỉ có cùng cấp bậc cường giả mới có thể làm được. Chẳng biết tại sao. Tiêu Phàm nội tâm có loại dự cảm xấu, yêu chủ năm đó khả năng chỉ là giả chết, hoặc là thật đã chết rồi, nhưng còn có cơ hội sống lại. Chỉ là hiện tại thế nào, hắn vẫn là không có thể sống lại. Mang theo cái này nghi ngờ, Tiêu Phàm tiếp tục thâm nhập sâu, đi cũng càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí. Một đường qua, mặt đất ngẫu nhiên nhìn thấy vô số cỗ thi thể, tất cả đều bị thôn phệ tất cả, chỉ còn lại có vô số cỗ mục nát ra bọc xương. Chờ chút, đột nhiên Tiêu Phàm đưa tay ngăn cản Kim Lân cùng Kim La phụ tử, lỗ tai hơi hơi rung động, lông mày vặn thành chữ xuyên. Thử ngâm, sau một khắc, Tiêu Phàm trên người một đạo kiếm quang thoáng hiện, trực tiếp cắt ra mê vụ. Bang, cùng lúc đó, hư không truyền đến một đạo đinh tai nhức óc kim loại va chạm thanh âm, hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một cỗ lực lượng mang theo Kim Lân hai cha con lui lại. Sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Hồng hộc, Tiêu Phàm mới vừa rời đi tại chỗ, đột nhiên từng đạo bạch cốt lợi nhận từ trong hư vô dò ra, đứng ở dưới chân bọn hắn, nếu như chậm một chút nữa, mấy người tất nhiên khó thoát một kiếp.
Địa ngục vong linh, Kim La lông tơ dựng thẳng, nói chuyện đều có chút run rẩy. Tiêu Phàm nhìn không được bạch Kim La một cái, người nhà dù sao cũng là trung phẩm pháp tôn cảnh, tất yếu như vậy sợ hãi sao? Liền ngươi nhi tử Kim Lân đều còn tính bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi Kim La liền con của mình cũng không sánh nổi sao? Phủ chủ, chúng ta mau lui lại, địa ngục vong linh xuất hiện, nếu như không rút đi, sẽ rất nguy hiểm. Kim La mảy may không để ý Tiêu Phàm trên mặt vẻ khinh bỉ. Bọn họ không gọi địa ngục vong linh, mà là phệ linh cốt ma, một loại căn bản không có linh trí giết chóc ma tộc. Tiêu Phàm nhìn chăm chú phía trước, lãnh đạm phun ra một câu. Kim La cùng Kim Lân hai người nhìn nhau, Kim Lân hướng về phía hắn lắc đầu, hiển nhiên, Kim La là chuẩn bị chạy trốn, nhưng là bị Kim Lân cự tuyệt. Ngươi có thể chạy, nhưng chớ có trách ta không có nói cho ngươi, phệ linh cốt ma không có nghe lực, không có thị lực, chỉ có thể dựa vào tu giả trên người tiêu tán linh lực bắt đối phương, các ngươi chạy càng nhanh hơn, linh lực ba động lại càng mạnh, đến lúc đó. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Hắn không có nói tiếp. Bất quá nghe nói như vậy Kim La, đã bắt đầu toàn thân như nhũn ra. Phủ chủ, chúng ta muốn như thế nào mới có thể ứng phó phệ linh cốt ma? Để Tiêu Phàm vui mừng là, Kim Lân mặc dù e ngại, nhưng còn không có mất dũng khí. Điểm này, chỉ ít so với hắn phụ thân Kim La mạnh hơn nhiều. Tiêu Phàm nhìn chăm chú phía trước, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên ngậm miệng không nói, ra hiệu hai người bình tĩnh trở lại. Sau một khắc, bọn họ vừa rồi vị trí, đột nhiên có mấy bóng người từ trong sương mù đi ra. Kim La cùng Kim Lân hai người vội vàng che miệng, con người run rẩy hướng về phía trước mấy đầu kia quái vật. Quái vật nhìn qua cùng nhện không khác, chẳng qua là phóng đại bản, hơn nữa toàn thân từ vô số cỗ bộ xương tạo thành, phía trên còn dính nhuộm tươi vết máu, tản ra một cỗ khí tức mục nát. Hơn nữa, quái vật có 12 đầu xúc tu, mỗi một đầu xúc tu đều rất giống cốt đao đồng dạng. Chống lên hắn trung gian hơi có vẻ gầy nhom thân thể. Không, chuẩn xác mà nói, là một cái dẹp hình đầu, nhìn qua cùng con cua một hai. Ở bọn chúng cái kia dẹp hình trên đầu, mọc ra mấy sợi râu, không, phải nói là xúc tu. Xúc tu trong không khí bắt lấy cái gì, chỉ chốc lát sau, bọn chúng trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm ba người bọn họ vị trí, tất tất tốt tốt cất bước đi tới. Kim La, không muốn chết liền cho ta bình tĩnh trở lại. Không muốn tiêu tán bất luận cái gì linh lực. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng truyền âm nói. Vài đầu phệ linh cốt ma Tiêu Phàm ngược lại không sợ hãi, nhưng mấu chốt là, quái vật này là ở chung ma tộc. Hiện xuất hiện ở đây ba đầu, khẳng định còn có không ít liền tại phụ cận. Kim La biểu tình hoảng hốt, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn dù sao cũng là trung phẩm pháp tôn, ở bất động tình huống phía dưới, còn có thể nhẹ nhõm nắm vững bản thân lực lượng. Quả nhiên, ở Kim La thu liếm khí tức trong nháy mắt đó, ba đầu kia sinh linh cốt ma đã ngừng lại thân hình, tiếp tục dò xét lấy Tiêu Phàm ba người vị trí. Các ngươi hai cái đừng động, ta đi trước chảm bọn chúng. Tiêu Phàm lạnh lùng để lại một câu nói, sau đó lặng yên không tiếng động hướng về ba đầu kia phệ linh cốt ma tới gần. Kim La cùng Kim Lân hai người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, phải biết, bọn họ hơi động đậy, dù cho tâm tình chập chờn. Cái kia sẽ tiêu tán năng lượng khí tức. Nhưng Tiêu Phàm ngược lại tốt, vậy mà không có một tia năng lượng khí tức tiêu tán. Chẳng lẽ gia hỏa này đối lực lượng khống chế độ, đã đạt đến thiên tôn cấp bậc? Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm ba loại bản nguyên chi lực khống chế độ, hiện tại yếu nhất đều là 8 phần 10, dù cho tìm thường thiên tôn cũng chưa hẳn có khả năng so sánh. Khống chế hơn mạnh, đối tự thân lực lượng khống chế tự nhiên cũng liền càng tự nhiên. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm lặng yên không tiếng động đến gần ba đầu kia phệ linh cốt ma, chỉ có không đến tam trượng khoảng cách. Sau một khắc, ở Kim Lân bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên một kiếm xuyên qua trong đó một đầu phệ linh cốt ma đầu, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, hoàn toàn chính là dựa vào tu la kiếm lực lượng. Cái này, Kim Lân phụ tử trợn mắt hốc mồm, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Đầu kia phệ linh cốt ma. Chỉ ít cũng là thượng phẩm nguyên tôn cảnh thực lực A, Tiêu Phàm nếu như thi triển bản nguyên chi lực giết nó, còn có thể lý giải. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà dựa vào kiếm lực lượng làm thịt một đầu, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu.
Tiêu Phàm ở giết con thứ nhất phệ linh cốt ma về sau, thân thể đã đến gần con thứ hai, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn con thứ nhất một cái, Tu La kiếm đột nhiên dọc theo cánh tay của hắn chuyển động. Phốc phốc, Tu La kiếm tựa như cắt ra một trường giấy mỏng đồng dạng, nhẹ nhàng đem con thứ hai phệ linh cốt ma cho một kiếm chém giết. Bất quá, một lần này, lại là tiêu tán một chút năng lượng ba động. Con thứ ba phệ linh cốt ma trong nháy mắt có cảm giác, 12 đầu xúc giác đồng thời mà động, vô số kiếm khí quét ngang mà đến. Chết, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội phản kích, Tu La kiếm tốc độ càng nhanh. Sau một khắc, con thứ ba phệ linh cốt ma 12 đầu xúc giác đồng thời đứt gãy, chỗ đứt 10 điểm vuông vức, thật giống như bị người một kiếm chặt đứt một dạng. Tề Kim La hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt không còn chút nào nữa hận ý, có chỉ có kính sợ, sợ hãi. Mới vừa một hệ liệt động tác, có thể nói là giống như nước chảy mây trôi, vẻn vẹn tiêu tán một tia bản nguyên khí tức, liền đã chém giết ba đầu phệ linh cốt ma. Nếu như đổi lại là hắn, tuyệt đối chỉ có chạy trốn phần. Loại thủ đoạn này, không có siêu phàm nhập thánh khống chế lực, là không thể nào làm được. Không chỉ có như thế, còn cần muốn cường đại nhục thân lực lượng. Hắn nhục thân lực lượng, sợ là không thua vô thượng kim thân đệ tứ đoán. Kim La trong lòng hơi trầm xuống. Cho dù là hắn, cũng mới vô thượng kim thân đệ tam đoán mà thôi. Rời đi nơi này, động tác nhẹ một chút, Tiêu Phàm cho hai người truyền âm nói, dứt khoát đi vòng mảnh này khu vực, từ một phương hướng khác xuất phát. Đồng thời, Tiêu Phàm lại cho hai người giảng giải, nghĩ muốn chém giết phệ linh cốt ma, đối với các ngươi mà nói có hai loại phương pháp, một loại là đối lực lượng khống chế đạt tới đỉnh cao. Một loại khác là thu liếm tất cả khí tức, bất quá loại thứ nhất có thể chủ động xuất kích, loại thứ hai lại chỉ có thể đợi bọn chúng tới gần, các ngươi lại bạo phát lực lượng giết chết bọn hắn. Bằng không mà nói, động tĩnh khổng lồ, sẽ đưa tới càng nhiều phệ linh cốt ma. Nói cách khác, chúng ta nếu như bất động, như vật chết, bọn chúng liền nhìn không đến chúng ta. Kim La hít sâu một cái nói. Không sai biệt lắm, Tiêu Phàm liếc Kim La một cái, gia hỏa này sống vô số tuế nguyệt. Đã vậy còn quá sợ chết, cũng không biết làm sao đột phá trung phẩm pháp tôn cảnh. Ngược lại là Kim Lân, lộ ra dáng vẻ nhao nhao muốn thử, hiển nhiên, hắn nghĩ đến làm sao có thể giết chết phệ linh cốt ma, mà không kinh động mặt khác càng nhiều quái vật hơn. Ba người tiếp tục tiến lên, trên đường đi lại gặp được giải rác phệ linh cốt ma, hơn nữa càng là xâm nhập tổ sơn, gặp phệ linh cốt ma càng ngày càng cường đại. Phủ chủ, nơi này phệ linh cốt ma đã không kém gì hạ phẩm pháp tôn, nếu như tiếp tục tiến lên. Kim La yếu ớt nói, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Ngươi có thể rời đi, Tiêu Phàm lạnh lùng quét Kim La một cái. Kim La rụt cổ một cái, vội vàng ngậm miệng không nói. Nhưng hắn rời đi, tự nhiên là không dám. Nói câu khó nghe, hắn có thể đủ đi đến nơi này, đều là bởi vì Tiêu Phàm nguyên nhân. Một người. Nếu là không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, Tiêu Phàm đoán chừng cũng sẽ không tiếp tục bảo hộ hắn. Phủ chủ, tiếp xuống giao cho ta, cái này với ta mà nói, cũng là một lần cơ hội lịch luyện. Kim Lân lại là hơi có chút khẩn trương nói. Tốt, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Hắn thấy, Kim La cả một đời cũng liền dừng bước ở đây, dù cho đột phá thượng phẩm pháp tôn, đều rất gian nan. Nhưng Kim Lân tiền đồ, lại so Kim La mạnh hơn nhiều. Cút ngay cho ta, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận gầm thét thanh âm. Tiêu Phàm ba người màng nhĩ chấn động một cái, không hẹn mà cùng nhìn tới, chỉ thấy một cái tóc tai bù xù thân ảnh đẩy lui đối diện 5-6 đầu phệ linh cốt ma. Sau đó nhấc chân chạy, nhưng hắn còn không có chạy ra một bước, liền bị một đầu phệ linh cốt ma chặt đứt một cái chân. Hắn thống khổ kêu thảm, một tấm mặt mũi dữ tợn hiển lộ mà ra. Khương Chấn Long. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, lần trước vậy mà không có chết. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Tiêu Phàm nhìn thấy Khương Chấn Long một sát na kia, Khương Chấn Long cũng nhìn thấy hắn, nguyên bản đục ngầu con ngươi đột nhiên tựa như thấy được hy vọng. Nhìn hắn không phải gọi bên trên đau đớn, liều mạng hướng về Tiêu Phàm vị trí bay vụt mà đến. Hỗn trướng, Kim La khí phẫn nộ tới cực điểm. Bọn họ lúc đầu bình an vô sự. Hiện tại ngược lại tốt, Khương Chấn Long vậy mà hướng về bọn họ nơi này mà đến, chẳng phải là cũng sẽ đem phệ linh cốt ma dẫn tới. Nói xong,
Kim La Co Cẳng liền chuẩn bị chạy trốn, có thể thấy Tiêu Phàm cùng Kim Lân hai người không nhúc nhích đứng ở cái kia lúc, hắn lại có trong nháy mắt do dự. Tiêu Phàm, chúng ta trước thả xuống riêng mình thành kiến, giết những quái vật này làm sao? Khương Chấn Long đắc ý cười gằn. Vừa rồi những cái kia phệ linh cốt ma chỉ nhìn chằm chằm một mình hắn, muốn chạy trốn tự nhiên khó khăn, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm bọn họ có ba người, hơn nữa còn có một cái trung phẩm pháp tôn. Đến lúc đó, Tiêu Phàm ba người tất nhiên sẽ bị phệ linh cốt ma trọng điểm chiếu cố, nghĩ vậy họa thủy đông dẫn kế sách, Khương Chấn Long trong lòng khá là đắc ý. Bất quá trong lòng hắn không hiểu là, Tiêu Phàm làm sao sẽ cùng Kim La bọn họ tiến tới cùng nhau đây? Không thế nào, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, khí tức trên thân trong nháy mắt thu liễm. Kim Lân thấy thế, cũng đồng dạng không nhúc nhích, ngược lại là Kim La cũng không còn cách nào bình tĩnh, xoay người chạy, dù cho liền hắn nhi tử Kim Lân cũng không để ý cùng. Cha, Kim Lân kêu to, có thể Kim La chỗ nào còn sẽ phản ứng đến hắn, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Khương Chấn Long nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Kim Lân hai người lại còn là ngây ngốc đứng tại chỗ, lập tức trên mặt lộ ra tàn nhẫn. Hắn cực tốc đi tới Tiêu Phàm cùng Kim Lân trước người cách đó không xa, còn cố ý thả chậm bước chân, chờ lấy những cái kia phệ linh dị ma đuổi theo. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không có ý xuất thủ, chỉ là lạnh lùng hướng về Khương Chấn Long. Khương Chấn Long tự nhiên không dám cùng Tiêu Phàm động thủ, hắn một khi động thủ, mặc kệ có thể không thể giết chết Tiêu Phàm, hắn đều khó thoát một kiếp. Nhưng là, nếu để cho Tiêu Phàm sống sót, trở thành phệ linh cốt ma truy sát đối tượng, hắn cơ hội thoát đi liền lớn rất nhiều. Tiêu Phàm, nhìn ngươi chết như thế nào? Mắt thấy hậu phương phệ linh cốt ma sắp đuổi theo, Khương Chấn Long đột nhiên vòng qua Tiêu Phàm cùng Kim Lân thân ảnh, sau đó xuất hiện ở bọn hắn sau lưng, trên mặt cười đắc ý lộ rõ trên mặt. Chỉ là sau một khắc, Khương Chấn Long lại cũng không cười được. Chỉ thấy đuổi giết hắn những cái kia phệ linh cốt ma, tựa như căn bản không thấy được Tiêu Phàm cùng Kim Lân đồng dạng, cũng tha cho qua hai người, lần nữa hướng về hắn đánh tới. Vì sao? Khương Chấn Long hoảng sợ gào thét. Những quái vật này không nên ứng phó Tiêu Phàm sao? Bọn chúng vì sao còn phải ứng phó bản thân? Hai cái người lớn như vậy đứng ở nơi đó, chẳng lẽ các ngươi mắt mù sao? Nếu như phệ linh cốt ma có linh trí, có lẽ sẽ nói cho hắn, chúng ta thật mắt mù. Phốc phốc, một cái cốt đao hung hăng chạm tại Khương Chấn Long lồng ngực, máu tươi vẩy ra mà ra, cả người trọng trọng đập xuống đất. Trên người hắn máu tươi không ngừng tới phía ngoài mạo, ánh mắt lộ ra điên cuồng, Tiêu Phàm, vì sao những quái vật này không giết ngươi, vì sao? Khương Chấn Long thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng khắp nơi, sắp chết đều muốn lấy được Tiêu Phàm đáp án. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, mà là mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn hắn. Còn có cái gì, so thời khắc này Khương Chấn Long càng thêm tuyệt vọng đây? Tiêu Phàm, nhất định là ngươi dở trò quỷ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Chấn Long ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trong lòng nhận định Tiêu Phàm hãm hại bản thân. Chỉ sợ ngươi ngay cả quỷ đều làm không được, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, thanh âm ở bốn phương tám hướng quanh quẩn. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Khương Chấn Long chỉ thiếu cánh tay thiếu chân, trên người không có một chỗ song địa phương tốt. Đột nhiên, Khương Chấn Long tựa như nghĩ tới điều gì, Tiêu Phàm, có phải hay không đứng đấy bất động, những quái vật này liền nhìn không đến ta, có phải hay không? Tiêu Phàm tiếp tục cười, chỉ là cái này nụ cười ở Khương Chấn Long xem ra, giống như ma quỷ nụ cười. Cùng lúc đó, Khương Chấn Long dường như khẳng định ý nghĩ này, trực tiếp đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phốc, nhưng mà, cũng không như hắn nghĩ như vậy, phệ linh cốt ma sẽ không giết hắn, ngược lại chém dụng hắn một đầu cánh tay. Ngươi gạt ta, Tiêu Phàm, người ta đều là thái cổ thần giới người, người vậy mà thấy chết không cứu. Khương Chấn Long thật tuyệt vọng, trở nên hết sức điên cuồng. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, bên cạnh Kim Lân đều có chút không nhìn nổi, trên đời làm sao có như vậy vô liêm sỉ người, mới vừa rồi còn muốn giết phủ chủ. Bây giờ lại muốn phủ chủ cứu hắn. Có ít người, sống càng lâu, lại càng thấy không rõ bản thân. Tiêu Phàm thần sắc như thường, chắp tay đứng ở nơi đó, giống như nhìn một trận trò hay. Thấy chết không cứu, cho dù là một người xa lạ nói ra câu nói này, Tiêu Phàm đều sẽ tán đồng. Nhưng lời này từ Khương Chấn Long trong miệng nói ra,
lại làm cho Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ buồn cười. Người ta vốn chính là không chết không thôi mối thù, ta đều không giết ngươi, cái này đã coi như là hết tình hết nghĩa, ngươi còn nghĩ ta cứu ngươi. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Tiêu Phàm, ngươi bức ta liền không tin, những quái vật này, thật không giết ngươi. Khương Chấn Long biểu tình vẻ điên cuồng, đột nhiên cực tốc hướng về Tiêu Phàm đánh tới, một bộ muốn cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận bộ dáng. Chó không đổi được đớp cứt, Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo. Một màn này, hắn sớm liền nghĩ đến, lấy Khương Chấn Long làm người, dù cho chết cũng nghĩ kéo một cái chịu tội thay. Cho dù đứng ở chỗ này không phải Tiêu Phàm, mà là một người xa lạ, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nguyên nhân là, người khác không cứu được hắn. Hắn cũng không nghĩ một chút, người khác lại không có thiếu hắn, tại sao phải cứu hắn? Ngươi đáng chết, Tiêu Phàm còn chưa xuất thủ, đột nhiên hậu phương truyền đến gầm lên một tiếng. Lại là không biết lúc nào Kim La đi mà quay lại. Trên người hắn dính đầy máu tươi, tóc rối tung, huyết nhục văng tung tóe, sau lưng còn có mấy mười đầu phệ linh cốt ma ở điên cuồng đuổi giết hắn. Trong chớp mắt, Kim La xuất hiện ở Khương Chấn Long trước người, một chưởng hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Phịch một tiếng, Khương Chấn Long đầu nổ tung, sau đó huyết nhục trong nháy mắt bị mấy đầu kia phệ linh cốt ma chia cắt, hiển nhiên chết không thể chết lại. Đều tại ngươi cái này phế vật, Kim La gào thét, hắn đem tất cả lửa giận đều do ở Khương Chấn Long trên người. Nếu như không phải Khương Chấn Long dẫn tới nhiều như vậy phệ linh cốt ma, hắn cũng sẽ không chạy trốn, không chạy trốn, đương nhiên sẽ không thu hút mấy chục con phệ linh cốt ma. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ đến, Khương Chấn Long vậy mà lại chết ở Kim La trong tay. Thật đúng là chó cắn chó, ở Tiêu Phàm xem ra. Kim La cũng chẳng tốt đẹp gì, đều là giống nhau mặt hàng. Phủ chủ, Lân Nhi, cứu ta, Kim La gào thét thảm thiết nói. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có tính toán ra tay, cũng không ngăn cản Kim Lân, mà là nhàn nhạt nói một câu, ta nhường hắn không nên chạy loạn, nhưng hắn khăng khăng không tin, hiện tại, ai cũng cứu không được hắn. Kim Lân toàn thân run một cái, hắn cũng biết, Kim La thời khắc này máu tươi. Không hề nghi ngờ là thu hút phệ linh cốt ma kẻ cầm đầu. Cho dù hắn xuất thủ, cũng không khả năng cứu phụ thân hắn, thậm chí còn khả năng đem hắn góp đi vào. Thế nhưng là, Kim La dù sao cũng là phụ thân hắn, thật chẳng lẽ có thể thấy chết không cứu. Trong lúc nhất thời, Kim Lân tiến thối lưỡng nan. A Kim La không ngừng kêu thảm thiết, trên người lại bị vài đầu phệ linh cốt ma cắt mấy đạo vết máu, gần như mở ngực mổ bụng, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Cứu ta Kim La vẫn không có từ bỏ hy vọng, hắn nghĩ muốn tới gần Tiêu Phàm cùng Kim Lân, nhưng lại bị một đám phệ linh cốt ma vây ở trung ương, căn bản chạy không thoát. Hô, cũng đúng lúc này, Kim Lân đột nhiên thân hình lóe lên, xông vào phệ linh cốt ma bên trong tay xuất hiện một chuôi lợi nhận. Hắn tận lực thu liếm toàn thân năng lượng cùng khí tức, nhất đao chạm ở một đầu phệ linh cốt ma trên người. Đáng tiếc, hắn đối lực lượng khống chế độ. Có thể xa xa không có đạt tới Tiêu Phàm như vậy trình độ đăng phong tạo cực. Dù cho hắn đã thu liễm rất tốt, vẫn như cũng bị mấy đầu phệ linh cốt ma tiếp cận. Kim Lân bị một đầu phệ linh cốt ma đánh trúng, thân thể bị xé mở một lỗ lớn, máu tươi chảy ngang, sau một khắc, lại có mấy đầu phệ linh cốt ma khóa chặt hắn. Càng là như thế, Kim Lân khí tức càng là khó có thể thu liễm, càng ngày càng nhiều phệ linh cốt ma thẳng hướng hắn. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, ánh mắt phức tạp, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn rất hy vọng Kim Lân có thể lạnh lùng một chút, thật sự có thể thấy chết không cứu. Nhưng cẩn thận nghĩ một hồi, nếu như Kim Lân chân chính thấy chết không cứu, hắn cũng sẽ có chút thất vọng. Một người có thể đối kẻ khác lạnh lùng, nhưng Kim La dù sao cũng là Kim Lân phụ thân, nếu như hắn này cũng thấy chết không cứu, vậy hắn cũng uổng làm người. Chí ít. Nếu như hắn Tiêu Phàm gặp gỡ loại tình huống này, hắn cũng sẽ không thấy chết không cứu. Bằng không, dù cho hắn sống sót, cũng sẽ một đời sống ở tự trách. Ai Tiêu Phàm thở thật dài một cái, mà hậu thân hình khẽ động, cầm trong tay Tu La kiếm lách mình mà ra. Lấy hắn có thể so với vô thượng kim thân đệ tứ đoán nhục thân, cùng đối lực lượng tuyệt đối khống chế độ, chém giết phệ linh cốt ma tựa như chém dưa chặt rau một dạng. Vô số cỗ xương cốt rơi lả tả trên đất, Tiêu Phàm giống như tử thần, thu gặt lấy từng đầu phệ linh cốt ma sinh mệnh. Phủ chủ,
Kim Lân nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, trên mặt vui vẻ. Nhưng sau một khắc, cách đó không xa truyền ra một tiếng hét thảm, chỉ thấy Kim La lại cũng không chịu nổi, bị mấy đầu phệ linh cốt ma cắn gãy tay chân, không ngừng thôn phệ hắn bản nguyên nguyên lực. Hắn khí tức không ngừng hạ xuống, chiến lực còn không bằng hạ phẩm pháp tôn. Vẻn vẹn hai ba hơi thời gian, Kim La liền bị vài đầu dị ma xé nát, cái gì đều không lưu lại. Cha, Kim Lân hai mắt đỏ bừng, điên cuồng hướng về Kim La vị trí tới gần. Lui ra phía sau, Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, đối mặt nhiều như vậy dị ma, hắn cũng không dám lại có giữ lại. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mang theo Kim Lân rời đi nơi đây, bằng không mà nói, chờ chút dẫn tới càng nhiều phệ linh cốt ma, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Oanh, Tiêu Phàm trong nháy mắt thi triển ra Tu La Đệ Thất Biến, đây là hắn hiện tại có thể thi triển cực hạn, về phần Tu La Đệ Bát Biến, hắn nhục thể còn không cách nào trèo trống. Chỉ thấy Tiêu Phàm hóa thân thành một đầu cao khoảng một trượng tử kim Tu La, cường đại khí tức quét sạch toàn trường. Mấy đầu phệ linh cốt ma trong nháy mắt bị đánh giết. Kim Lân kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm biến thân bộ dáng, hắn biết rõ Tiêu Phàm thân mang Tu La tộc huyết mạch, chỉ là không nghĩ tới Tiêu Phàm huyết mạch chi lực vậy mà hắn cao quý nhiều như vậy. Nhất là Tiêu Phàm cường đại khí tức, càng là để tâm hắn rung động không thôi. Phốc phốc, vô cùng vô tận kiếm khí từ Tiêu Phàm trên người nở rộ mà ra, vẻn vẹn hai ba hơi thời gian, mấy chục con phệ linh cốt ma toàn bộ tử vong. Làm Kim Lân lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã biến thành dáng dấp ban đầu. Đây mới là phủ chủ chân chính thực lực sao? Kim Lân trong lòng kinh hãi. Một đòn chém giết mấy chục con có thể so với hạ phẩm pháp tôn cảnh phệ linh cốt ma, cái này cần thực lực kinh khủng bậc nào? Dù cho thượng phẩm pháp tôn, đoán chừng hắn cũng có lực đánh một trận rồi a. Còn lo lắng cái gì? Tiêu Phàm lấy ra hai khỏa đan dược, một khỏa nhét vào trong miệng mình. Một viên khác nhét vào Kim Lân trong miệng, mang theo hắn cực tốc trốn rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau, nơi này lại từ bốn phương tám hướng toát ra hơn trăm đầu phệ linh cốt ma, bọn họ cảm nhận được cường đại bản nguyên chi lực chấn động, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó, bọn chúng lại điên cuồng nhào về phía bốn phương tám hướng, truy tìm Tiêu Phàm bước chân. Tiêu Phàm mang theo Kim Lân thoát đi khoảng cách mấy trăm dặm lúc này mới dừng lại, hai người lần nữa thu liếm khí tức. Kim Lân vẫn như cũ chấn kinh ở Tiêu Phàm vừa rồi chém giết mấy chục con phệ linh cốt ma một màn bên trong, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Ngươi có phải hay không đang trách ta không cứu được phụ thân ngươi? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Vừa rồi thi triển một kích kia, hắn cơ hồ đã tiêu hao hết sát lục bản nguyên chi lực, sắc mặt có chút tái nhợt, cho tới bây giờ mới khôi phục lại. Không dám, Kim Lân cúi đầu, cắn môi, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Mặc dù cài lên nói không dám, nhưng hắn trong lòng ít nhiều còn có chút ý trách cứ. Lấy Tiêu Phàm thực lực, nếu như sớm chút xuất thủ, có rất lớn tỷ lệ có thể cứu phụ thân hắn. Tiêu Phàm chỉ là khẽ lắc đầu, không có nói tiếp cái gì. Hắn không nợ Kim La cái gì, vì sao muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu hắn đây? Hơn nữa, cuối cùng hắn còn xem ở Kim Lân mặt mũi, xuất thủ. Chỉ là hắn chưa kịp mà thôi. Đừng nhìn Tiêu Phàm một kích toàn lực giết chết nhiều như vậy phệ linh cốt ma, nhưng hắn mình cũng bốc lên nguy hiểm cực lớn. Nếu như ở hắn chém giết những cái kia phệ linh cốt ma thời điểm, lại có càng nhiều phệ linh cốt ma chạy đến đây. Đến lúc đó, lại có ai sẽ cứu hắn? Ta sở dĩ xuất thủ, chỉ là cứu ngươi, chỉ thế thôi, ta chưa từng là một người nhân từ. Tiêu Phàm để lại một câu nói, tiếp tục tiến lên. Kim Lân bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn thật sâu Tiêu Phàm bóng lưng. Thật lâu, Kim Lân dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Phụ thân hắn Kim La, từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, Tiêu Phàm dựa vào cái gì bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu hắn phụ thân đây. Tiêu Phàm có thể xuất thủ cứu hắn, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Phủ chủ, ta hiểu được, Kim Lân đi tới Tiêu Phàm sau lưng, hít sâu một cái nói. Minh bạch liền tốt. Tiêu Phàm thần sắc không có nửa điểm gợn sóng, người nhân từ, có lẽ sẽ bị người kính yêu, nhưng cũng có thể sẽ chết sớm hơn. Có lẽ, đứng ở lập trường của ta, từ vừa mới bắt đầu hắn nghĩ giết ta một khắc kia trở đi, ta liền không nên buông tha hắn, cái kia cũng sẽ không có hiện tại những phiền toái này.
Kim Lân tự nhiên biết rõ đạo lý này, Tiêu Phàm không giết hắn phụ thân, đã coi như là cho hắn mặt mũi. Dựa vào cái gì còn muốn Tiêu Phàm ngay cả tính mạng đều không để ý, đi cứu một cái địch nhân đâu. Nếu như đổi một góc độ, hắn Kim Lân chẳng lẽ sẽ rộng lượng như vậy sao? Không có khả năng, đã như vậy, hắn lại dựa vào cái gì lấy ý nghĩ của mình, lại đánh giá Tiêu Phàm đây? Đúng, Kim Lân thở sâu, yên lặng đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, ánh mắt lại là nhìn về phía tổ sơn chỗ sâu, sự tình vừa rồi, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Cho dù Kim Lân ghi hận hắn lại như thế nào, Tiêu Phàm cũng không để bụng. Nếu như Kim Lân phản bội, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, chính như hắn nói tới, hắn cho tới bây giờ không phải một cái tự nhận là người nhân từ. Dưới chân hắn, không biết chất đống bao nhiêu thi cốt. Lão nhị, các ngươi nhất định phải sống sót. Tiêu Phàm thở sâu, nện bước kiên định bước chân, tiếp tục tiến lên. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm hai người đã xâm nhập mấy ngàn dặm, trên đường thi cốt càng ngày càng nhiều, tản ra nồng nặc mục nát chi khí, để người buồn nôn. Quỷ dị chính là, mảnh này cổ lâm hoàn toàn tĩnh mịch, liền nửa điểm tiếng vang đều không có. Mặt đất nằm vô số cỗ thi thể, dù cho chỉ cần một đạo gió nhẹ, đều có thể đem bọn nó thổi tan. Nhưng hết lần này tới lần khác những cái kia đã chỉ còn lại có bụi bám thi thể, vẫn như cũ hoàn hảo không hao tổn lưu lại nơi này. Loại này cảm giác, để Tiêu Phàm có loại về tới lúc trước thời không tĩnh lặng địa phương. Cũng may hắn còn có thể cảm nhận được mình nhịp tim cùng hô hấp, hơn nữa Kim Lân vẻ mặt ngưng trọng theo sau lưng, bằng không mà nói, Tiêu Phàm thực sự sẽ hoảng hốt. Phủ chủ, nơi này làm sao chết như vậy cô quạnh? Kim Lân rốt cục nhịn không được, thấp giọng truyền âm hỏi. Ta cũng không biết, Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên tới Tổ Sơn, làm sao biết trong này tình huống. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định là, nơi này sinh linh, hơn phân nửa đã chết. Cũng không biết Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tà Vũ đám người, đến cùng có hay không tiến đến, nếu quả như thật tiến vào, có khả năng rất lớn đã gặp nạn. Chỉ là, Tiêu Phàm nội tâm vẫn như cũ còn ôm một tia hy vọng. Hai người tiếp tục tiến lên, mặc dù không có gặp gỡ cái gì đáng sợ quái vật, nhưng loại này cảm giác, để cho hai người càng thêm khó chịu. Dù cho trước đó gặp cái kia phệ linh cốt ma, Tiêu Phàm cũng cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ, hắn có loại hãi đến hoảng cảm giác. Thật lâu, Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình, lông mày trong nháy mắt vặn thành chữ xuyên, tu la kiếm trống rỗng xuất hiện trong tay, phòng bị nhìn về phía trước. Đây là... Kim Lân cũng lấy lại tinh thần đến, không rõ kinh hãi. Ở tại bọn hắn phía trước, là một tòa không nhìn thấy cuối sơn phong, ở tối tăm mờ mịt trong sương mù dày đặc, giống như thái cổ hung thú ẩn núp ở cái kia. Quay đầu nhìn về hai bên nhìn tới, đồng dạng không có cuối cùng, ngăn tại trước người bọn họ, dường như lấp kín không có cuối vách tường. Nơi đó một mảnh đen kịt, dù cho lấy Tiêu Phàm nhãn lực cũng nhìn không thấu mảy may, dường như đây không phải là một ngọn núi. Mà là một mảnh lỗ đen. Quỷ dị chính là, ngọn núi kia phía trên, treo đầy điểm sáng màu trắng. Vừa bắt đầu Tiêu Phàm còn không biết đó là cái gì, nhưng làm hắn đến gần xem xét, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đây không phải là những vật khác, mà là từng khỏa đầu lâu. Không chỉ có nhân tộc xương đầu, càng nhiều hơn chính là yêu thú xương đầu, thậm chí còn có không ít ma tộc xương đầu. Đầu lâu thức liền qua vô số tuế nguyệt. Vẫn như cũ còn có thần tính cùng ma tính chưa từng tán đi. Cái này cần chết bao nhiêu người. Kim Lân cũng coi là thường thấy giết hại người, vẫn như trước nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm thở sâu, tiếp tục hướng về ngọn núi tới gần, nhưng vừa vặn phóng ra mấy bước, đột nhiên giống như nước thủy triều sát ý mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Bọn họ trước mắt trở nên hết sức đen kịt, cái kia đen kịt bên trong, giống như có một đôi mắt. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đi, Tiêu Phàm nơi nào còn dám chần chờ, lôi kéo Kim Lân ngay lập tức rút đi. Nhưng khi bọn hắn thối lui đến mấy trượng có hơn lúc, sát ý trong nháy mắt tan thành mây khói, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đen nhánh ngọn núi giống như vừa rồi đồng dạng, để người cảm thấy sự tình vừa rồi chỉ là mộng ảo một trận. Bất quá, Tiêu Phàm có thể không dám tùy tiện thử nghiệm, nơi này chính là yêu chủ an nghỉ địa phương. Vậy quá cổ thập hai hung đều không chết hết, yêu chủ lại làm sao có thể thật đã chết rồi đây.
Mặc dù hắn đã quên đi thái cổ sự tình, nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ có một loại bản năng cảnh giác. Không biết thái cổ 12 hung tiến vào bao nhiêu, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hắn chuẩn bị lách qua ngọn núi, từ một phương hướng khác tiến lên. Chẳng biết tại sao, hắn nội tâm có một loại cảm giác, chỉ cần lách qua ngọn núi này, liền có thể nhìn thấy trước đó người tiến vào nhóm. Két, đột nhiên, một tiếng vang giòn từ dưới chân truyền đến, giống như nhánh cây bẻ gãy thanh âm. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Kim Lân dưới chân bẻ gãy một kiếp xương cốt. Cái này xương cốt phía trên còn dính nhiễm không ít vết máu, tản mát ra nồng nặc huyết tinh chi khí, hiển nhiên là vừa mới chết không bao lâu. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nội tâm rất nhanh liền có phán đoán, đã chết đi người, khẳng định không phải phệ linh cốt ma giết chết, mà là bị mặt khác quái vật giết chết. Nếu là phệ linh cốt ma, khẳng định bị nuốt cái gì đều không còn lại. Lại một loại quái vật, Tiêu Phàm tâm lần nữa thoát lên tới cổ họng, cho Kim Lân một cái cẩn thận ánh mắt, Kim Lân trọng trọng gật đầu. Hai người tiếp tục thu liếm khí tức tiến lên, trên đường thi cốt càng ngày càng nhiều, có còn không có bị ăn sạch sẽ, huyết nhục liền cùng một chỗ, nhìn qua huyết tinh tới cực điểm. Cái này là như thế nào một đám biến thái? Vậy mà tươi sống đem người ăn, Tiêu Phàm bám thân quan sát, phát hiện những hài cốt này phía trên huyết nhục, lại bị cắn thành nguyên một đám cái miệng nhỏ. Hơn nữa, bốn phía huyễn cảnh không có lọt vào bất luận cái gì phá hư. Nói cách khác, chết đi người, căn bản liền nửa điểm sức phản kháng đều không có. Phải biết, có thể đào thoát phệ linh cốt ma săn giết, đến nơi này người, đều là cường giả chân chính a. Phủ chủ, giết chết bọn hắn, hình thể hẳn rất tiểu. Kim Lân thần kinh kéo căng tới cực điểm, trên trán rịn ra tỉ mỉ mồ hôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn nội tâm cũng có phỏng đoán, hẳn là một loại con kiến loại quái vật, bất quá, trong trí nhớ của ta, không có loại kia con kiến cường đại như vậy. Tiêu Phàm thấy qua mạnh nhất con kiến yêu thú, chính là bách sát chiến trường bên trong Nghĩ Vương, chỉ là về sau Nghĩ Vương không biết tung tích. Bất quá cái kia Nghĩ Vương, vẻn vẹn chỉ là thần vương cảnh tu vi, căn bản không ra gì. Tiêu Phàm còn có một câu không nói, loại này con kiến, hẳn không phải là thái cổ thần giới yêu thú, có thể là ma tộc. Đột nhiên, Tiêu Phàm lỗ tai bỗng nhiên chấn động một cái, liền vội vàng kéo Kim Lân bị dọa cho phát sợ. Siêu siêu an tĩnh lại về sau, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía hậu phương, nơi đó, chuyện chính đến một trận thanh âm huyên náo, thanh âm rất nhỏ, nhưng cho người ta một loại rất phiền não cảm giác. Trốn, Tiêu Phàm hô nhỏ một tiếng, cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, nắm lấy Kim Lân bả vai co cẳng. Kim Lân còn không có lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía hậu phương, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, ở hắn cùng Tiêu Phàm nguyên lai vị trí, lại bị một mảnh nước thủy triều đen kịt bao phủ. Tiêu Phàm cũng là nhìn thoáng qua, da đầu đều cảm giác run lên. Thực sự là con kiến, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, hắn nhìn rõ ràng cái kia con kiến bộ dáng, toàn thân đen như mực, tản ra nhàn nhạt u quang. Hơn nữa, bọn chúng đỉnh đầu mọc ra một tấm lỗ to lớn, sắc bén tới cực điểm, lục túc càng là u quang lập lòe, dường như có thể tùy tiện xé nát thương khung. Càng làm lòng người rét lạnh, con người đen nhánh kia, dường như một mực mang theo nụ cười tà ác. Bọn chúng cá thể rất nhỏ, nhưng thật giống như có thể thôn phệ thương khung. Huyết ma nghĩ, Tiêu Phàm tâm thần khẽ run, hắn tìm tòi một lần tu la truyền thừa, lại có ghi chép quái vật này đôi câu vài lời. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm cũng ngửi được khí tức tử vong. Đột nhiên, hắn đột nhiên vọng lại trước đó cái kia ngọn núi màu đen tràn ngập sát ý, lưng trong nháy mắt băng hàn tới cực điểm. Không thể nào, Tiêu Phàm nhẹ giọng thấp giọng hô. Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm một bên phi nhanh, một bên hướng về cái kia đen nhánh ngọn núi nhìn tới. Cái kia núi cao màu đen dường như tan ra thủy mặc, đột nhiên trở thành nhạt rất nhiều, đồng thời, cỗ kia sát ý lại là lần đánh tới. CMN, Tiêu Phàm nhìn không được tuôn ra nói tục, trốn nhanh hơn. Cũng khó trách hắn như thế kinh hãi, bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch, cái kia ngọn núi màu đen là cái gì. Không sai, cái kia tất cả đều là con kiến, kinh khủng huyết ma nghĩ. Bọn chúng cá thể thực lực có lẽ không mạnh, đại bộ phận chỉ có nguyên tôn cảnh, số ít mới có được pháp tôn cảnh thực lực. Nhưng mấu chốt là, số lượng này quá kinh khủng a.
đâu chỉ hàng ức, đừng nói một ức nguyên tôn cảnh quái vật, chính là một ức thông thường thần vương cảnh, đoán chừng cũng đầy đủ đồng quy vô tận cùng hắn. Đáng sợ, Tiêu Phàm trong lòng chỉ có hai cái này từ, khó trách xâm nhập nơi này người không có nửa điểm sức phản kháng, đoán chừng những người kia còn không có lấy lại tinh thần, huyết nhục liền bị những cái này huyết ma nghĩ cho ăn sạch. Cái này tổ sơn bên trong đến cùng có cái gì? Kim Lân nội tâm hết sức nghi hoặc, hiển nhiên, hắn còn không biết nơi này táng lấy ai, chỉ biết là nơi này rất khủng bố. Tiêu Phàm không có trả lời, trong đầu hắn cũng là ở nhanh chóng suy nghĩ. Nơi này hẳn là yêu chủ nơi chôn cất không thể nghi ngờ, nhưng nếu như yêu chủ muốn mượn lực lượng nào đó phục sinh, nhưng nơi này lại bị nhiều như vậy dị ma chiếm cứ, vậy hắn đến cùng còn có thể hay không phục sinh đây? Dù cho yêu chủ là thánh tổ, đoán chừng cũng chịu không được nhiều như vậy huyết ma nghĩ nuốt giết đi. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, huyết ma nghĩ dĩ nhiên đáng sợ, nhưng là rất khó đuổi kịp hắn tốc độ. Phủ chủ, người xem nơi đó. Đang lúc Tiêu Phàm liều mạng đào vong thời khắc, Kim Lân đột nhiên chỉ một cái phương hướng hoảng sợ nói. Tiêu Phàm theo hắn phương hướng chỉ nhìn tới, lại là gặp được một đạo ánh sáng màu vàng óng trong bóng đêm nở rộ, giống như một vòng nhức mắt chí dương. Kim sắc quang mang chiếu xạ đến địa phương, tất cả hắc ám tất cả đều bị xua tan không còn một mảnh. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, thì triển thời không na di thiểm, mấy cái lắc mình liền xông vào cái kia trong ánh sáng. Sau một khắc, trong lòng hắn cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ tan thành mây khói, quay đầu nhìn hậu phương nhìn tới, lại là nhìn thấy những cái kia đuổi giết hắn huyết ma nghĩ tất cả đều đứng ở kim sắc quang mang mấy trượng có hơn phun trào. Thế nhưng là, không có một cái huyết ma nghĩ dám bước vào kim quang kia phạm vi bên trong. Thật là mạnh yêu khí, Kim Lân khẽ hô khẩu khí, sau đó lại nhíu mày. Không chỉ có lại yêu khí, còn có long mạch chi khí. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn đối long mạch chi khí thế nhưng là cực kỳ nhạy cảm, dù sao hắn đã từng liền thân mang long tộc huyết mạch. Tiêu Phàm tập trung ý chí, lần nữa nhìn về phía nơi xa cái kia mênh mông ngọn núi, một lần này, thị lực của hắn vậy mà thấy được ngọn núi đỉnh cao. Cao, rất cao, đây là Tiêu Phàm đối ngọn núi này cảm giác đầu tiên, hắn đoán chừng không thua 10 vạn trượng, xuyên thẳng thiên vũ. Nhưng quái dị là... Trên sườn núi một mảng lớn, đột nhiên nhỏ một vòng, nhưng đến bên trên, lại lớn một vòng nhỏ, cuối cùng lần nữa chậm rãi thu nhỏ. Phủ chủ, ngọn núi này làm sao quái dị như vậy, giống như một cái hồ lô. Kim Lân biểu tình vẻ cổ quái nói. Hồ lô, một câu bừng tỉnh người trong mộng, Tiêu Phàm vỗ trán một cái, ta liền nói, cái này ngọn núi rất giống thứ nào đó, hiện tại xem ra, thật vẫn giống một cái hồ lô. Rung động sau. Tiêu Phàm càng nhiều hơn chính là kinh hãi. Hồ lô này, có vẻ như cũng quá lớn. Ân, Tiêu Phàm nói ra hồ lô hai chữ lúc, hắn thể nội đột nhiên tựa như chấn động một cái. Sau một khắc, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, một cái đen nhánh hồ lô trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Hồ lô phía trên lượn lờ sương mù màu đen, dường như thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đen. Hồ lô này không đặc biệt, chính là hắc hỏa hồ lô. Lúc trước Tiêu Phàm ở vạn tộc thí luyện cổ địa ở bên trong lấy được, vừa bắt đầu còn có chút tác dụng, nhưng về sau, Tiêu Phàm đem nó chữa trị khỏi về sau, liền lại cũng không để ở trong lòng. Những năm này, Tiêu Phàm hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nó. Nếu như không phải hắc hỏa hồ lô đột nhiên cảm ứng được cái gì, hơi hơi rung động, có lẽ hắn vẫn như cũ nhớ không nổi. Phủ chủ, người cái này, Kim Lân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có một cái hồ lô pháp bảo. Hơn nữa, không biết vì sao, hắn nhìn xem Tiêu Phàm trong tay hắc hỏa hồ lô, tổng có cảm giác quái dị, nhưng loại này cảm giác lại không nói ra được. Siêu siêu cũng đúng lúc này, xa xa huyết ma nghĩ dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên giống như nước thủy triều thối lui. Tiêu Phàm thật cũng không quan tâm, nhưng mà nhường hắn mắt trợn tròn chính là, trong tay hắn hắc hỏa hồ lô. Đột nhiên rung động kịch liệt lên. Ngươi muốn ta đuổi theo? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn cũng không dám đuổi theo, huyết ma nghĩ quần đáng sợ, hắn đã tự mình lãnh hội qua. Truy, một giọng già nua từ hắc hỏa hồ lô bên trong truyền đến, gỡ ra nắp bình. Tiêu Phàm biết rõ hắc hỏa hồ lô có khí linh, năm đó còn cùng hắn đã đạt thành một cái hiệp nghị, thế nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm đã mượn nhờ bạch sắc thạch đầu chữa trị nó,
bản thân ngược lại không để nó hỗ trợ cái gì. Hắc hỏa hồ lô cái kia giọng kiểu ra lệnh, Tiêu Phàm tự nhiên khó chịu. Nhưng chẳng biết tại sao, hắc hỏa hồ lô vẫn như cũ cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Nhất là đối phương nhường hắn gỡ ra nắp bình, Tiêu Phàm càng là vô cùng kiêng kỵ. Cái này nắp bình, hắn cho tới bây giờ đều không moi ra tới qua, cũng không biết rút ra về sau sẽ phát sinh cái gì. Nhanh lên, cái kia thanh âm già nua có chút gấp rút. Ta thiếu ngươi sao? Tiêu Phàm nhíu mày, tiện tay đem hắc hỏa hồ lô ném ra ngoài, trên mặt đất va chạm mấy lần, vừa lúc rơi vào kim sắc quang mang giáp danh. Tiểu tử, ngươi, hắc hỏa hồ lô khí linh bị tức không nhẹ. Nhưng mà, không chờ hắn nói chuyện, Tiêu Phàm liền cười lạnh nói, cầu người phải có cầu người thái độ, ngươi cái này tính là cái gì thái độ? Vẫn luôn là ngươi thiếu nợ ta, mà không phải ta thiếu ngươi. Hắc hỏa hồ lô trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, ta có thể phát thệ, sẽ không gây bất lợi cho ngươi, làm sao? Liền cái này, Tiêu Phàm khinh thường, nói ý là, ta không giúp ngươi, ngươi liền muốn gây bất lợi cho ta. Nếu như vậy, vậy ta càng không thể giúp ngươi. Chờ một chút, hắc hỏa hồ lô khí linh cũng gấp, vội vàng lại nói, ta có thể đáp ứng giúp ngươi làm ba chuyện, chỉ cần ta làm được, toàn lực ứng phó. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, cuối cùng vỗ tay phát ra tiếng. Nói thành giao. Hắn không hoài nghi chút nào hắc hỏa hồ lộ uy lực, gia hỏa này bây giờ có vẻ như cũng hồi phục, hắn khí tức trên thân, vậy mà chỉ so với tu la kiếm yếu một điểm. Tuyệt thế pháp bảo, buồn cười chính là, hắn đã từng cho rằng hắc hỏa hồ lô chỉ là thông thường thánh giai pháp bảo mà thôi. Hắc hỏa hồ lô nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, lập tức lại gấp gáp, tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không đổi ý. Phát thệ a. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắc hỏa hồ lô khẽ cắn môi, đành phải thề với trời, cái gì nếu như trái với lời thề, chết không yên lành các loại ngữ. Nói xong, hắc hỏa hồ lô vội vàng thúc giục nói, nhanh lên, bọn chúng đều nhanh chạy. Bọn chúng, Tiêu Phàm kinh ngạc, ngừng thân hình vẻ mặt kinh hãi nhìn xem hắc hỏa hồ lô, nuốt nước miếng một cái nói, ngươi không phải nói đùa sao, ngươi thật muốn đi đối phó huyết ma nghĩ. Không phải tìm huyết ma nghĩ. Ta nhường ngươi giúp làm cái gì? Hắc hỏa hồ lô ngạo khí thanh âm truyền ra. Tên điên, lão tử mới không cùng ngươi chơi. Tiêu Phàm giận mắng một thân, xoay người rời đi, ngay cả hắc hỏa hồ lô cũng không cần. Tiểu tử, ta nếu nuốt những cái này huyết ma nghĩ, cam đoan ngươi ở nơi này thông suốt. Hắc hỏa hồ lô thật sợ Tiêu Phàm đi, vội vàng hét lớn. Thật, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn hắc hỏa hồ lô, trong mắt đều là vẻ không tin. Nói đùa cái gì, nơi này chính là vạn cổ yêu trong mộ tổ sơn, yêu chủ chôn địa phương. Hắc hỏa hồ lô chẳng qua là một kiện pháp bảo mà thôi, từ đâu tới tự tin ở trong này đi ngang. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu nhớ tới cái gì? Luyện yêu tổ hồ cùng ngươi quan hệ thế nào? Tiêu Phàm nhìn chằm chằm hắc hỏa hồ lô. Luyện yêu tổ hồ, đây chính là lịch cổ 10 đại chí bảo một trong. Nếu như hắc hỏa hồ lô cùng luyện yêu tổ hồ có chút quan hệ, cái kia có lẽ thật vẫn có thể hoành hành không sợ, đến lúc đó còn có thể suy tính một chút. Dù sao nơi này yêu thú vô số, ai biết lúc nào toát ra cái gì quái vật. Không quan hệ, nhưng ta nói chính là sự thật. Hắc hỏa hồ lô do dự mấy tức mới nói. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, khẽ cắn môi nắm lên hắc hỏa hồ lô lần nữa phóng tới trốn chạy huyết ma nghĩ. Huyết ma nghĩ sợ hãi như thế hắc hỏa hồ lô. Có lẽ nó thật sự có thể chế phục những cái này huyết ma nghĩ. Vẻn vẹn mười mấy thời gian hô hấp, Tiêu Phàm liền đuổi kịp huyết ma nghĩ. Mở ra ta nắp bình, hắc hỏa hồ lô khí linh kêu to. Tiêu Phàm thở sâu, vẫn là không có cự tuyệt. Bùm một tiếng, hắc hỏa hồ lô nắp bình gỡ ra, chỉ một thoáng, một cổ quỷ dị hấp lực sinh ra, những cái kia huyết ma nghĩ vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng. Điên cuồng hướng về hắc hỏa hồ lô bên trong dũng mãnh lao tới. Một màn này, Tiêu Phàm hoàn toàn thấy choáng mắt. Gia hỏa này nhất định đang nói láo, nó cùng luyện yêu tổ hồ nhất định có quan hệ. Tiêu Phàm trong lòng nhận định. Thậm chí, hắn nội tâm có loại phỏng đoán. Hắc hỏa hồ lô vô cùng có khả năng chính là luyện yêu tổ hồ. Bằng không mà nói, luyện yêu tổ hồ biến mất vô số tuế nguyệt, cũng rốt cuộc không xuất hiện qua. Nhưng hắn hung danh lại làm sao có thể lại một đời đời truyền lại. Chỉ bất quá người bình thường nhìn thấy hắc hỏa hồ lô,
cũng không biết hướng luyện yêu tổ hồ phía trên nghĩ mà thôi. Hắc hỏa hồ lô tựa như một cái động không đáy, hàng ức huyết ma nghĩ bị nó thôn phệ. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản có màu đen hắc hỏa hồ lô, vậy mà chậm rãi biến thành huyết sắc. Trong máu thấu đen, ta dị hết sức. Hơn nữa, hắc hỏa hồ lô khí thế còn đang không ngừng tăng cường, liền Tiêu Phàm đều cảm giác có chút phỏng tay. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thật tin tưởng, hắc hỏa hồ lô khí linh không có nói láo. Có nó ở, hắn có lẽ thật có thể ở tổ sơn bên trong hoành hành không sợ. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm mang theo hắc hỏa hồ lô không ngừng truy kích huyết ma nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn rõ ràng cảm nhận được, tòa kia ngọn núi màu đen, bắt đầu chậm rãi hiện lên bạch sắc quang mang. Mà hắc hỏa hồ lô, cũng triệt để biến thành huyết hắc sắc. Tất cả huyết ma nghĩ đều bị ngươi nuốt xong, Tiêu Phàm vội vàng tắc lại nắp bình, vẻ mặt kinh ngạc nói. Điểm ấy yêu ma, còn chưa đủ cho ta nhét kẽ răng đây. Hắc hỏa hồ lô khí linh có chút ngạo khí. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, hắn phát hiện mình thật khinh thường hắc hỏa hồ lô, gia hỏa này thật không đơn giản. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm lần nữa tìm được Kim Lân, Kim Lân nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi nó nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay hắc hỏa hồ lô lúc, lại là toàn thân lông tơ đếm ngược. Luyện yêu tổ hồ, Kim Lân thốt ra. Ngươi mới là luyện yêu tổ hồ. Cả nhà ngươi là luyện yêu tổ hồ. Hắc hỏa hồ lô khí linh giận mắng. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, gia hỏa này có vẻ như rất sợ bản thân a. Chẳng lẽ ở trong tay bản thân thua thiệt qua, hắn cũng không để ý, thu hồi hắc hỏa hồ lô, mang theo Kim Lân tiếp tục thâm nhập sâu. Một phía này sơn lâm, mê vụ đạm bạc rất nhiều, Tiêu Phàm thị lực có thể nhìn thấy bên ngoài mấy chục dặm. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền thấy bóng người. Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tàn khốc. Khương gia người, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn đối Khương gia có thể không có hảo cảm gì. Tiêu Phàm xuất hiện, Khương gia người cũng phát hiện hắn tồn tại. Mấy tức về sau, tốt mấy bóng người thoáng hiện, với Tiêu Phàm cùng Kim Lân. Tu La tộc, trong đó một cái Khương gia cường giả cau mày nhìn xem Kim Lân, trên mặt hơi có chút kiêng kỵ. Bất kể hắn là cái gì Tu La tộc, tiểu tử. Các người muốn tiếp tục sống, liền gia nhập chúng ta trận doanh. Một cái khác Khương gia tu sĩ hừ lạnh nói. Kim Lân vừa mới chuẩn bị động thủ, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, khẽ mỉm cười nói, có thể, bất quá ta có thể biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì sao. Khương gia tu sĩ trên mặt hiện lên nồng nặc khinh thường, giống như là nhìn người chết nhìn xem hai người. Cũng không cái gì, nơi này an toàn rất, đến lúc đó có bảo bối gì, mọi người cùng nhau chia sẻ. Cầm đầu Khương gia tu sĩ khẽ mỉm cười nói. Tốt, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Trong lòng lại là cười lạnh không thôi, nếu quả thật có bảo bối gì, khi nào đến phiên bọn họ. Khương gia người nói như vậy, chẳng qua là muốn cho bọn họ làm bia đỡ đạn mà thôi. Đoán chừng chính bọn hắn cũng không biết rõ ràng mảnh này khu vực, bọn họ không ngại có người đi dò xét lôi khu. Tiêu Phàm ở Khương gia mấy người hướng dẫn dưới. Đi tới một cái trung niên nữ tử bên người. Tiêu Phàm nhớ kỹ nữ tử này tựa như là trung phẩm pháp tôn cảnh tu vi, hơn nữa còn là kêu cái gì Khương Bạch Ngưng, lần trước chính là nàng ngăn cản người khác tiến vào vạn cổ yêu mộ phần. Tiểu tử, các ngươi nếu như nghĩ cộng hưởng bảo bối, liền ở phía trước dò đường. Khương Bạch Ngưng lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm hai người, cũng không sợ hai người đổi ý. Tiến vào nơi này người, mạnh nhất cũng chính là trung phẩm pháp tôn. Nàng xem như mạnh nhất. Tốt, Tiêu Phàm mỉm cười, cùng Kim Lân một mình đi ở đằng trước. Khương Bạch Ngưng hài lòng gật đầu, không nghĩ tới Tiêu Phàm tốt như vậy nói chuyện. Phủ chủ, bọn họ rõ ràng là không có hảo ý, chúng ta muốn hay không? Kim Lân trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm. Người khác khó được tin tưởng chúng ta cũng không thể cô phụ hảo ý của người khác. Tiêu Phàm ân cần nhắc nhở nói. Tin tưởng. Đây cũng là tin tưởng sao, cái này rõ ràng là muốn chúng ta đi chịu chết a. Kim Lân trong lòng co lại, cái này có thể hoàn toàn không giống Tiêu Phàm làm người a. Cũng chính vì vậy, hắn nội tâm càng thêm kiêng kỵ. Tiêu Phàm một đường tiến lên, ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, hắc hỏa hồ lô giấu ở trong ống tay. Hô hô, đột nhiên, từng đợt hơi yếu tiếng xé gió vang lên, Tiêu Phàm màng nhĩ rung động nhẹ nhẹ, trong lòng căng thẳng.
cố ý tới gần Kim Lân, nắm thật chặt nắm Hắc Hỏa Hồ Lô tay. Mấy tức về sau, cái kia tiếng xé gió tựa như ở vang lên bên tai, có thể Tiêu Phàm lại không nhìn thấy bất luận nhân vật nào. À đúng lúc này, hậu phương một trận kêu thảm vang lên, quay đầu nhìn đi, chỉ thấy mấy cái Khương gia tu sĩ đột nhiên toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, những người kia liền biến thành kiếp cho. Tiểu tử, là ngươi dở trò quỷ. Khương Bạch Ngưng tức giận, sát khí nặng nề nhào về phía Tiêu Phàm hai người. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, Khương gia người đều bá đạo như vậy sao? Ta hảo tâm thay các ngươi dò đường, nhưng ngươi muốn giết ta. Tiểu tử, ngươi là ai? Khương Bạch Ngưng động tác trì trệ. Ngươi chính là phải nghĩ thế nào từ Thánh Hỏa Kim Thiền công kích đến sống sót a? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, mang theo Kim Lân trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nói xong, Tiêu Phàm nắm lấy Kim Lân bả vai, cấp tốc biến mất ở cổ lâm chỗ sâu. Ngay sau đó, hậu phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới thời khắc, nhìn thấy Khương gia mấy người bị kim sắc hỏa diễm bao phủ, bất kể như thế nào đều không thể dập tắt. Phủ chủ, cái gì là Thánh Hỏa Kim Thiền? Kim Lân không hiểu hỏi. Hắn dĩ nhiên chưa nghe nói qua Thánh Hỏa Kim Thiền, nhưng là thấy được loại này quái vật khủng bố. Hoàn toàn là khó lòng phòng bị, lại có thể từ tu sĩ thể nội bốc cháy lên. Thánh Hỏa Kim Thiền, so huyết ma nghĩ càng thêm khủng bố, bọn chúng không có thực thể, có thể dễ dàng chui vào sinh linh thể nội, lấy huyết nhục làm dẫn, đốt cháy tất cả. Tiêu Phàm giải thích nói. Mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng nội tâm cũng vô cùng ngưng trọng. Nếu như không phải có Hắc Hỏa Hồ Lô, cái kia Thánh Hỏa Kim Thiền đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đương nhiên, muốn từ Thánh Hỏa Kim Thiền đánh giết phía dưới sống sót, cũng không phải là không có cách nào. Bọn họ lấy máu thịt làm thức ăn, lấy bản nguyên chi lực vì nhiên liệu. Chỉ cần bỏ đi một thân huyết nhục, phong bế tất cả bản nguyên chi lực, cũng liền không sợ. Nhưng là, phần lớn người căn bản chưa nghe nói qua Thánh Hỏa Kim Thiền, làm sao biết làm sao chống cự. Nói xong, Tiêu Phàm không có tiếp tục chạy trốn, ngược lại ngừng lại, chú ý Khương gia tu sĩ động tĩnh. Vẻn vẹn mấy chục giây thời gian, Khương gia người liền đình chỉ kêu rên. Tiêu Phàm nhìn thấy kim quang biến mất, lúc này mới chậm rãi tới gần, lại là một bóng người cũng không phát hiện. Như vậy một chút thời gian, liền đều đã chết, Kim Lân nhìn không được hít một hơi lạnh, cái này Thánh Hỏa Kim Thiền có vẻ như cũng quá kinh khủng đi. Chết, lời còn chưa dứt. Một bóng người bỗng từ mặt đất xông ra, một chưởng vỗ ra Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một mực kéo căng thần kinh, cũng không có nửa điểm bối rối, đưa tay chính là một kiếm đâm ra. Bang, cái kia trưởng cương cũng phản ứng cực nhanh, đánh vào tu la kiếm, Tiêu Phàm thân thể một cái lảo đảo, một chưởng đẩy ra Kim Lân, bản thân cũng bay ngược ra mấy chục trượng. Tiểu xúc sinh, ngươi dám âm ta, một đạo xấu hổ thanh âm vang lên. Lại là Khương Bạch Ngưng không biết từ nơi nào xông ra, lấn người thẳng hướng Tiêu Phàm. Khương gia người đều là giống nhau đức hạnh, người như thế, Khương Trấn Long cũng là như thế. Tiêu Phàm khinh thường, không có nửa điểm e ngại. Hắn hiện tại dù sao cũng là trung phẩm nguyên tôn, ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, uy lực cũng không thấp hơn trung phẩm pháp tôn. Người gặp qua Khương Trấn Long, Khương Bạch Ngưng lông mày nhíu lại, sát ý không gặp mảy may. Gặp qua, đáng tiếc không có tự tay làm thịt hắn. Tiêu Phàm khẽ cười nói. Tự tìm cái chết, Khương Bạch Ngưng dày đặc khí lạnh, dưới chân tốc độ không gặp mảy may, một chưởng giận đập mà ra. Hư không bỗng xuất hiện một cái to lớn chưởng cương, từ trên trời giáng xuống, khí tức mang tính chất hủy diệt đang sôi trào. Khương gia bản nguyên tuyệt kỹ, đại xuất bia thủ. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ ác liệt chi quang, tu la kiếm run rẩy. Ba loại bản nguyên chi lực toàn lực dung hợp. Kiếm thể, đối mặt trung phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm không dám khinh thường, toàn lực một kiếm chém ra. Đồng thời, hắn thúc dục thiên tôn cảnh linh hồn chi lực quét sạch mà ra. Khương Bạch Ngưng trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, thiên tôn cảnh uy áp cũng không phải đùa giỡn, một sát na kia, nàng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bất quá rất nhanh, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhưng Tiêu Phàm lại làm sao có thể lưu thủ. Phốc, một kiếm nổi giận chém mà xuống, Khương Bạch Ngưng bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi chảy đầy đất. Khương Bạch Ngưng còn muốn tiếp tục phục hồi như cũ nhục thân,
có thể Tiêu Phàm nơi nào sẽ cho nàng cơ hội. Tuyên cổ thông thông, Tiêu Phàm lại là một chiêu bản nguyên tuyệt kỹ bao phủ Khương Bạch Ngưng, Khương Bạch Ngưng huyết nhục căn bản là không có cách chữa trị, có thể tu vi lại là hạ xuống tới hạ phẩm pháp tôn. Kiếm thể, cùng lúc đó, Tiêu Phàm kích thứ hai đến, trực tiếp xé nát Khương Bạch Ngưng vô thượng kim thân. Hỗn trướng, Khương Bạch Ngưng phẫn nộ tới cực điểm. Bản thân lại bị một cái trung phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ đè lên đánh, cái này khiến nàng làm sao không giận. Nhưng hiện tại, nàng căn bản không có sức phản kháng. Khương Chấn Long đi còn không xa, người hẳn là còn theo kịp. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, tu la kiếm vũ động, vô cùng vô tận kiếm khí quấy giết Khương Bạch Ngưng nhục khu. Vẻn vẹn vùng vẫy chốc lát, Khương Bạch Ngưng liền chết không thể chết lại. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn xem hóa thành một bãi thịt nát Khương Bạch Ngưng, thở dài nói, cường sát trung phẩm pháp tôn, vẫn còn có chút khó khăn. Đánh bại trung phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm vẫn còn tương đối tự tin. Nhưng giết chết trung phẩm pháp tôn, độ khó cũng không phải lớn như vậy. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm vẫn là làm được. Phủ chủ, Kim Lân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin, Tiêu Phàm vậy mà giết chết trung phẩm pháp tôn cường giả. Phải biết, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Ta không sao, Tiêu Phàm lắc đầu, buông tay một chiêu, Khương Bạch Ngưng càn khôn giới liền rơi trong tay hắn, xem ra, ta theo Khương gia thật đúng là tương khắc a. Ngay sau đó, Tiêu Phàm ngồi ở tại chỗ khôi phục một chút bản nguyên chi lực, hai người tiếp tục tiến lên. Hắn nội tâm lo lắng càng ngày càng thịnh. Liền Khương gia người đều chỉ chạy tới nơi này, trừ phi có kỳ tích, bằng không mà nói, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ thật nguy hiểm. Phủ chủ, cái này Thánh Hỏa Kim Thiền có vẻ như qua một đoạn thời gian mới xuất hiện, những người khác khả năng đã đều đi vào. Kim Lân nhắc nhở, Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn trong lòng cũng nghĩ như vậy. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nếu không chết, liền sớm đã tiến nhập tổ sơn chỗ sâu. Bất quá! Hắn bây giờ còn chưa nhìn thấy thái cổ 12 hung, những người này hơn phân nửa đã tiến vào tổ sơn thâm sử. Hai người lại đi lại dòng dã một ngày, trong lúc đó Thánh Hỏa Kim Thiền xuất hiện nhiều lần, hơn nữa xuất hiện thời gian hoàn toàn bất quy tắc. Trong lúc đó, Tiêu Phàm phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình. Kia liền là Hắc Hỏa Hồ Lô tựa như đang sợ cái gì, thu liếm khí tức, run lẩy bẩy. Cũng may hắn còn thật có chút tác dụng, bằng không mà nói. Tiêu Phàm đã sớm đem nó ném. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm hai người rốt cục vòng qua ngọn núi, xuất hiện ở một vùng thung lũng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm hai người cảm nhận được vô số cỗ cường đại khí tức, tất cả đều đứng ở bên rìa sơn cốc. Những người kia tán phát khí tức, từng cái đều không kém gì Khương Bạch Ngưng, thậm chí càng mạnh không ít. Sợ là không so Hỗn Độn Thần Long yếu, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn nội tâm suy đoán, những cái kia tản ra khí tức cường đại người, hẳn là thái cổ 12 hung. Hơn nữa người cũng không ít, chỉ ít đến 8 người. Hiện tại loại này tình huống, nhưng không thế nào tốt. Tiêu Phàm tập trung ý chí, ánh mắt chuyển hướng sơn cốc, lại tựa như phát hiện, sơn cốc bên trong có một cái 12 thải quang chiếu. 12 thải quang chiếu bên trong, lại là có 12 đầu hung cầm du động. Thái cổ 12 hung. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao những cái này thái cổ 12 hung sẽ tới nơi này. Nguyên lai, bọn họ chân linh tất cả đều khóa chặt ở chỗ này. Muốn khôi phục tự do, nhất định phải đoạt lại chân linh, bằng không mà nói, bọn họ vẫn như cũ lại nhận yêu chủ khống chế. Chủ yếu nhất là, nếu như người khác chiếm được bọn họ chân linh, bọn họ coi như biến thành khôi lỗi. Dù cho bị yêu chủ khống chế. Cái kia còn có thể thông cảm được, dù sao bọn họ lúc trước liền quy thuận yêu chủ. Nhưng nếu là bị những người khác khống chế, cái kia còn không bằng giết bọn hắn dứt khoát. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm màng nhĩ chấn động một cái, ánh mắt bỗng hướng về quang cháo bên trong một cái góc. Nơi đó có người, Kim Lân cũng đột nhiên chỉ quang cháo bên trong một cái góc, kinh hô không thôi. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn tới, lại là gặp được tốt mấy bóng người. Đang đứng ở 12 thải quang che đậy bên trong, tựa như ở cướp đoạt cái gì. Hơn nữa, mấy người tất cả đều lâm vào trạng thái giằng co. Lão Nhị, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành, Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra mấy người,
chính là mất tích Nam Cung Tiêu Tiêu đám người. Chỉ một thoáng, hắn tựa như đặt ở ngực một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Bọn họ thật còn sống. Bất quá rất nhanh, hắn thần sắc lại trở nên băng lạnh. Bởi vì mặt khác một số người hắn cũng nhận biết mấy cái, Tử Thiên gia tộc Tử Thiên La giờ phút này cũng ở trong đó, hơn nữa đang cùng Tử Thiên Y giằng co. Đương nhiên, Tiêu Phàm đối Tử Thiên La cừu hận cũng không có lớn như vậy. Mà là một người khác, đó là một người mặc bạch sắc tinh bào, một đầu tóc dài màu bạc theo gió phiêu lãng, không nhiễm mảy may bụi bặm nam tử. Thiên Tinh Tử, người thật còn sống. Tiêu Phàm híp hai mắt, ngữ khí rét lạnh. Từ khi đánh bại cực đại đế cấp thế lực, thành lập vô tận thần phủ về sau, Thiên Tinh Tử liền không biết tung tích. Tiêu Phàm vẫn cho là hắn tiến về thiên hoang, lại là không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Hơn nữa, hắn khí thế trên người vậy mà vô cùng cường đại, chí ít cũng là trung phẩm pháp tôn tu vi. Lúc nào Thiên Tinh Tử trở nên như vậy yêu nghiệt, không phải Tiêu Phàm tự đại, cũng không phải hắn xem thường người, Thiên Tinh Tử thiên phú cố nhiên không tồi, nhưng còn không có cường đại đến tình trạng như vậy. Hắn Tiêu Phàm mới đột phá trung phẩm nguyên tôn, Thiên Tinh Tử làm sao có thể đột phá trung phẩm pháp tôn. Bất quá, rất nhanh Tiêu Phàm phát hiện chỗ không đúng, bây giờ Thiên Tinh Tử, hai mắt đỏ tươi như máu, lộ ra một cỗ hung thú hung lệ chi khí. Yêu khí thật là mạnh mẽ, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Đây có lẽ là Thiên Tinh Tử không sai, nhưng tuyệt đối không phải trước kia Thiên Tinh Tử. Liền tựa như Vũ Văn Tiên đồng dạng, rõ ràng chết rồi, nhưng cũng sống. Sau đó, hắn ánh mắt lại thấy được Thiên Tinh Tử sau lưng mấy bóng người bên trên, phát hiện Hiên Viên Huyền Đạo đám người tất cả đều đứng ở sau người. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, lúc trước hắn đi ngang qua Hiên Viên Thần Thành, gặp được Hiên Viên gia tộc ứng phó Tử Thiên gia tộc sự tình. Lúc ấy hắn liền nghĩ đến Hiên Viên gia tộc phía sau một người khác hoàn toàn. Về sau cũng có người trong bóng tối truyền tin cho Tiêu Phàm, nhưng hắn xác định việc này. Hiện tại nhìn thấy Thiên Tinh Tử, hắn nội tâm càng thêm chắc chắn. Thiên Tinh Tử mang theo Thiên Bằng cùng Bạo Quân bọn họ đến cùng đi nơi nào? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Ngày đó rời đi Hiên Viên Thần Thành, cho hắn truyền tin người, chính là Thiên Bằng. Ban đầu ở nhân tộc thí luyện cổ lộ trên, Đại Hoang Đế vực người ngăn cản bọn họ, Tiêu Phàm lấy lực lượng một người trấn áp mấy người, hơn nữa đối mấy người thi triển chủng ma chi thuật. Thiên Bằng cũng là thông qua chủng ma chi thuật, để Tiêu Phàm đã biết Thiên Tinh Tử tồn tại. Phủ chủ, bọn họ muốn cướp đoạt thái cổ 12 hung chân linh, vì sao bên ngoài người trong bóng tối không động thủ? Kim Lân nghi ngờ nói. Tiêu Phàm cũng có chút không hiểu. Những cái kia trong bóng tối người nằm vùng, 89 phần 10 chính là thái cổ 12 hung, bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn xem người khác cướp đi bọn họ chân linh. Trừ phi, bọn họ có tuyệt đối nắm chắc cướp đoạt trở về. Đúng rồi, Khương Ách đây. Tiêu Phàm nhìn chung quanh sơn cốc một vòng, lại là không phát hiện Khương Ách bóng dáng. Những người khác trừ bỏ Lăng Phong cùng Ma Thái Hư, cơ hồ đều ở 12 thải quang che đậy. Thậm chí, còn có một số thổ dân cường giả yêu tộc. Tiêu Phàm nhắm hai mắt cảm ứng một hồi, ngay sau đó chậm rãi hướng về một phương hướng chui vào. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm đi tới một chỗ ẩn núp khe núi, nơi đó, một đạo hắc ảnh cùng bóng cây hòa làm một thể. Nếu như không tử tế quan sát, căn bản không phát hiện được. Ai, bóng đen kia lấy lại tinh thần, một kiếm hướng về Tiêu Phàm cùng Kim Lân đánh tới. Kim Lân vừa mới chuẩn bị động thủ, đột nhiên thân thể một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Là ta, Tiêu Phàm mỉm cười, vừa rồi hắn còn có chút không xác định. Nhưng bây giờ, Kim Lân còn chưa động thủ liền xui xẻo, trừ bỏ Khương Ách, cũng không có ai có loại này quỷ dị thuộc tính. Tiêu Phàm, Khương Ách vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem người tới. Ta nhị ca cùng Tà Vũ bọn họ là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm nhìn thấy Khương Ách không việc gì, thở dài một hơi. Khương Ách thở sâu, tinh tế nói tới. Nguyên lai, ngày đó Tiêu Phàm truyền âm cho bọn họ, mấy người vội vàng đã trốn vào lòng đất. Về sau cũng không lâu lắm, vạn cổ hung phần đột nhiên bạo phát quỷ dị thú triều, vô số tu sĩ tử thương. Khương Ách bọn họ may mắn tránh thoát một kiếp, trận này bị ẩm dài đến nửa tháng, sống sót tu sĩ còn thừa không có mấy. Hơn nữa quỷ dị chính là, ở cái kia thú triều về sau,
tất cả thổ dân yêu tộc toàn bộ đều tiến vào tổ sơn. Khương Ách bọn họ nguyên bản còn có chần chờ, nhưng Tà Vũ nói, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Mấy người khẽ cắn môi cũng đi theo tiến nhập tổ sơn, nhưng cũng có một số người không dám vào, Khương gia người chính là trong đó một đám người. Vậy các ngươi tiến vào tổ sơn về sau, có hay không gặp gỡ yêu thú? Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Yêu thú nào? Khương Ách cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nói tiếp. Bọn họ đừng nói gặp gỡ yêu thú, chính là dã thú đều không gặp gỡ một đầu. Bất quá trên đường đi, bọn họ vẫn cẩn thận, nhưng mà, khi bọn hắn tiến vào mảnh sơn cốc này thời khắc, lại là kinh ngạc phát hiện đi đến cuối con đường. Nhưng tất cả thổ dân yêu thú đều không thấy, về sau bọn họ mới biết được, những cái này yêu thú toàn bộ đều tiến vào cái kia 12 thải quang trong lồng, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không gặp gỡ yêu thú, nhưng bọn hắn đã thấy đến mấy đầu thái cổ 12 hung. Thái cổ 12 hung cưỡng ép chiêu mộ tất cả mọi người, rơi vào đường cùng, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tà Vũ bọn họ quy thuận một đầu danh xưng lang tổ đại hung, hơn nữa bị lang tổ khống chế. Nghe đến đây, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Lang tổ bức bách bọn họ tiến vào sơn cốc, tranh đoạt bọn họ chân linh. Khương Ách ngưng tiếng nói, ta là bởi vì thiên ách chi thể nguyên nhân, bị bọn họ ghét bỏ, hơn nữa ai cũng không dám đụng đến ta, cho nên may mắn tránh thoát một kiếp. Tiêu Phàm xem như minh bạch Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tình cảnh hiện tại, nghĩ đến cái kia thái cổ 12 hung thực lực cường đại, trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Bất quá, cái này thái cổ 12 hung cũng chưa hẳn là một thể, cái này hoặc giả chính là một cái điểm đột phá. Đúng rồi, cái kia thiên tinh tử cùng tử thiên la là đứng ở phe nào vậy nhỉ? Tiêu Phàm hỏi. Nhìn thấy Khương Ách có chút choáng váng, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Khương Ách căn bản không biết cái gì thiên tinh tử cùng tử thiên y, sau đó lại với hắn miêu tả một lần. Tiêu Phàm sở dĩ đặc biệt chú ý hai người, là bởi vì bọn hắn tựa như đã sớm biết vạn cổ hung phần mở ra sự tình. Hai người kia a, Khương Ách trên mặt lộ ra ngưng trọng, bọn họ không có đứng ở phương nào, bọn họ đã sớm tiến vào, cái kia nam tử tóc trắng muốn chiếm lấy tất cả chân linh. Mà lão đầu kia lại tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản hắn, bất quá về sau bởi vì thái cổ 12 hung tham dự, hai người bọn họ giống như liên thủ. Tiêu Phàm nghe vậy, con người hơi co lại. Thiên tinh tử muốn độc bá thái cổ 12 hung chân linh, đây là bao nhiêu dã tâm. Chẳng lẽ hắn còn muốn hiệu lệnh thái cổ 12 hung, trở thành tân yêu chủ sao? Đúng rồi, ta nghe những người kia nói, cái kia thiên tinh tử giống như chiếm được yêu chủ mấy giọt tinh huyết. Khương Ách đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngữ không kinh chết người không thôi nói. Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thiên tinh tử. Thật lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao thiên tinh tử trở nên cường đại như thế? Nguyên lai là chiếm được yêu chủ tinh huyết, đạt tới yêu chủ như vậy cấp độ, cho dù là một giọt tinh huyết, đoán chừng đều có đánh giết bất luận cái gì pháp tôn cảnh lực lượng. Bất quá bây giờ xem ra, thiên tinh tử dã tâm có vẻ như cũng không dễ dàng thành công. Nhưng là có một chút hắn biết rõ, một khi để thiên tinh tử lấy được thái cổ 12 hung chân linh, thái cổ thần giới tuyệt đối sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Lấy Tiêu Phàm đối thiên tinh tử hiểu rõ, gia hỏa này không động thì thôi, khẽ động tất nhiên kinh thiên động địa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa chuyển hướng sơn cốc. Tất cả mọi người tựa như lâm vào trạng thái giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hô, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn họ bên cạnh, một cỗ hám thiên chi uy bao phủ mấy người, Kim Lân cùng Khương Ách càng là liền đầu cũng không ngẩng lên được. Tiêu Phàm mặc dù không có việc gì, nhưng cố ý làm bộ cực kỳ dáng vẻ khó chịu. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một người mặc trường bào màu xanh trung niên nam tử lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, trên người trán phóng yêu khí cường đại. Muốn sống, liền cho ta đi vào. Trung niên nam tử thần sắc lạnh lùng, ngữ khí lạnh như băng nói. Vừa dứt lời, hai đạo lưu quang trong nháy mắt chui vào Tiêu Phàm cùng Kim Lân trong đầu, chính là hắn liền là lang tổ. Khương Ách sắc mặt trắng bệch, trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Lang tổ sao? Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, những lão bất tử này thật đúng là không phải bình thường bá đạo. Giờ phút này, ở trong đầu hắn, có một đạo ánh sáng màu xanh nở rộ, hóa thành một đầu to lớn thanh lang bộ dáng,
bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu diệt hắn linh hồn. Thượng phẩm pháp tôn cảnh linh hồn ấn ký, Tiêu Phàm trong lòng khinh thường. Hắn hiện tại thế nhưng là thiên tôn cảnh lực lượng linh hồn, tùy thời đều có thể tùy tiện bóp chết cái kia thanh lang linh hồn ấn ký. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có xuất thủ, để tránh đánh rắn động cỏ. Dù sao, hiện tại lấy hắn thực lực, có thể chưa chắc có thể chiến thắng đối phương. Hơn nữa, mặt khác thái cổ 12 hung, đoán chừng cũng không muốn thêm ra một cái có thể những người uy hiếp bọn họ. Chúng ta lựa chọn sống, Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Cũng không đợi lang tổ phản ứng, Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng xông vào 12 thải quang chiếu bên trong, Kim Lân theo sát phía sau. Tiêu Phàm xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, mấy cổ sát ý trong nháy mắt khóa chặt hắn. Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người sắc mặt biến hóa, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng rơi vào tay người khác. Tiêu Phàm mỉm cười, cho mấy người một cái yên tâm ánh mắt. So với tại bên ngoài, kỳ thật nơi này mới là an toàn nhất. Tiêu Phàm, Thiên Tinh Tử cũng nhìn thấy Tiêu Phàm, giống như một đầu tóc cuồng dã thú, trở nên hết sức cuồng bạo. Thiên Tinh Tử, đã lâu không gặp, Tiêu Phàm ngữ khí bình thản, tựa như đang cùng một cái nhiều năm chưa từng thấy lão bằng hữu nói chuyện một dạng. Tử Thiên La, ngươi ngăn lại người, ta trước hết giết hắn. Thiên Tinh Tử sát khí nặng nề nói, vậy mà tránh thoát mấy người khác trói buộc, bay thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, vô tận chiến huyết sôi trào, vô thượng kim thân đệ nhị đoán không chút do dự thôi động lên, khí thế vậy mà không kém gì hạ phẩm pháp tôn. Nho nhỏ trung phẩm nguyên tôn, chết cho ta, ha ha, Tiêu Phàm, ngươi cũng có hôm nay. Thiên Tinh Tử ngửa mặt lên trời cười như điên, sát khí ngút trời. Bất quá, Thiên Tinh Tử rất nhanh liền không cười được. Chỉ thấy Tiêu Phàm trên người đột nhiên chán phóng một cỗ thời không lực lượng, cả vùng không gian đều rung rung. Tuyên cổ thông thông, thời không bản nguyên tuyệt kỹ thôi động, một cỗ sức mạnh huyền diệu tập trung vào Thiên Tinh Tử, vẻn vẹn một hơi thời gian, Thiên Tinh Tử tu vi liền rơi vào hạ phẩm pháp tôn. Làm sao sẽ, Thiên Tinh Tử trợn tròn mắt. Hắn khí thế hùng hổ đánh tới, vốn cho rằng giết chết một cái trung phẩm nguyên tôn chẳng qua là tín thủ niết lai sự tình, làm sao biết Tiêu Phàm khủng bố như thế. Bại tướng dưới tay, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, một kiếm nổi giận chém mà ra. Thiên Tinh Tử thọ nguyên cũng liền trăm tuổi tả hữu, Tiêu Phàm tuyên cổ thông thông thế nhưng là có thể gọt sạch vạn năm tu vi. Vẻn vẹn chỉ là nhường hắn tu vi rơi xuống hạ phẩm pháp tôn, đã giải thích Thiên Tinh Tử đủ mạnh. Thế nhưng là, Tiêu Phàm chiến lực, cũng không yếu hơn tầm thường trung phẩm pháp tôn. Một kiếm ẩn chứa hai loại bản nguyên chi lực điệp ra, uy lực làm sao cũng không yếu với tuyệt đỉnh hạ phẩm pháp tôn cường thế một kích. Phốc suy một tiếng, Thiên Tinh Tử một cánh tay bị Tiêu Phàm chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Kỳ thật, Tiêu Phàm từ vừa mới bắt đầu liền không có sợ hãi. Chẳng qua là giả vờ, muốn cho Thiên Tinh Tử phớt lờ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn triển lộ toàn bộ thực lực, dù sao, hắn mạnh nhất đối thủ cũng không phải Thiên Tinh Tử, mà là Thái Cổ 12 hung. Lang tổ mới vừa phách lối, Tiêu Phàm còn nghĩ đến trả trở về đây. Về phần cái kia cái gọi là yêu chủ tinh huyết, đối với những người khác mà nói lại là khủng bố, nhất là yêu tộc. Nhưng là, hắn Tiêu Phàm vô tận chiến huyết, có thể nói là tu la tộc tổ huyết. Bàn về cấp độ, như thế nào mấy giọt tinh huyết có thể so sánh? Tiêu Phàm, ngăn cản bọn họ cướp đi Thái Cổ 12 hung chân linh, bằng không mà nói, Thái Cổ thần giới nguy rồi. Tử Thiên La nhìn thấy Tiêu Phàm thực lực, lập tức mừng rỡ không thôi. Tiêu Phàm lộ ra khó chịu, mặc dù hắn cũng biết không có thể để Thái Cổ 12 hung lấy được chân linh, nhưng là, hắn thật vẫn chưa chắc có thể ngăn cản. Lấy hắn thực lực, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản một cái mà thôi. Tiêu Phàm, không cần nghe lão già kia, Thái Cổ 12 hung, lật không nổi cái gì sóng lớn đến, chúng ta nuốt bọn họ chân linh chính là, đây chính là hết sức tạo hóa, lúc này, Tiêu Phàm bên tai truyền đến Tả Vũ thanh âm. Tiêu Phàm sững sờ, quái dị nhìn Tả Vũ một cái, hóa ra gia hỏa này cũng không có bị khống chế a. Thái Cổ 12 hung chân linh, đều là thánh tổ cảnh. Người cảm thấy chúng ta có thể thôn phệ. Tiêu Phàm truyền âm nói. Đến lúc đó, đoán chừng không luyện hóa những cái kia chân linh,
ngược lại bị những cái kia chân linh cho biến thành ngớ ngẩn. Ngươi quên, các ngươi đều là có được cái thứ hai linh hồn nha. Tà Vũ có chút lo lắng nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Tà Vũ. Cái thứ hai linh hồn, người khác không biết, nhưng Tiêu Phàm biết rõ à. Chiến hồn đại lục, mỗi người cũng có chiến hồn, cái này chiến hồn, không phải liền là cái thứ hai linh hồn sao? Thế nhưng là, Tà Vũ lại là làm sao mà biết được đây? Sư tôn ta nói với ta, chiến hồn đại lục rất đặc thù, bên trong người, phàm là có thể thức tỉnh chiến hồn người, mỗi người đều là trời sinh thần tu. Tà Vũ nhìn ra Tiêu Phàm về sau, liền vội vàng giải thích nói, còn có, sư tôn ta nói, trước mắt cái này thái cổ 12 hung, cũng không phải thật sự là thái cổ 12 hung, mà là có người bày bố, nghĩ tu hú chiếm tổ chim khách, cái gì? Tiêu Phàm mãnh kinh. Điểm này ngươi không cần hoài nghi. Tà Vũ khẳng định nói, chân chính thái cổ 12 hung cũng không phải là táng ở chỗ này, những người này, tất cả đều là thiên nhân tộc nanh vuốt. Năm đó, thái cổ 12 hung chết rồi, thiên nhân tộc trong bóng tối chiếm cứ bọn hắn nhục thân, một khi bọn họ khôi phục, liền sẽ trở thành thiên nhân tộc chiến lực. Thiên nhân tộc, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, hắn ngửi được âm mưu vị đạo. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu có chút đau nhói, dường như sâu trong linh hồn phong ấn một chút trí nhớ mơ hồ, chỉ là hắn bất kể như thế nào nghĩ không ra. Nghĩ đến lần trước Vân Phán Nhi ra tay với hắn, hiện tại liên tưởng đến nhau, hắn ẩn ẩn đoán được cái gì. Nói cho ngươi cũng không sao, tiến vào vạn cổ hung phần phía trước, sư tôn cho ta tiết lộ một chút tin tức. Tà Vũ lại nói, dị ma là chúng ta địch nhân không sai, nhưng chúng ta địch nhân lớn nhất, là thiên nhân tộc. Lại là thiên nhân tộc. Tiêu Phàm chỉ biết là thiên nhân tộc rất thần bí, dù cho tu la truyền thừa bên trong, cũng không có liên quan tới thiên nhân tộc bao nhiêu cái lại. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, thiên nhân tộc vậy mà như thế mạnh mẽ và đáng sợ. Ngươi ý tứ là, tất cả những thứ này đều là giả. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, không đúng, cái kia hỗn độn thần long cùng hổ yêu nếu như cũng là thiên nhân tộc, vậy bọn hắn vì sao không tiến vào nơi này? Không chỉ có như thế, hắn còn biết, hổ yêu cùng hỗn độn thần long, có vẻ như còn không chào đón. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng không biết, mình là thiên nhân tộc, bọn họ cướp đi thái cổ 12 hung nhục thân, cũng triệt để dung hợp bọn họ một chút ký ức. Tà Vũ hít sâu một cái nói. Hắn sợ Tiêu Phàm hoài nghi gì, lại nói, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta cùng thiên nhân tộc đại chiến, những người này đột nhiên phản loạn, sẽ phát sinh cái gì? Nếu ngươi không tin, ta trước thôn vệ một đạo chân linh, ngươi sẽ biết. Ngươi cũng có đệ nhị linh hồn, Tiêu Phàm không thể tin nhìn xem Tà Vũ. Ai ngờ Tà Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nói, sư tôn lúc trước thế nhưng là đem ta đưa vào chiến hồn đại lục sống lại. Ta cũng tự nhiên thức tỉnh chiến hồn. Hai người giao lưu rất nhanh, mặc dù Tiêu Phàm còn không có hoàn toàn tiêu hóa những tin tức này. Nhưng là, hắn tin tưởng Tà Vũ sẽ không lừa gạt mình. Huống chi, hắn đối cái này thái cổ 12 hung cũng không có hảo cảm gì. Người nghĩ thôn vệ cái nào? Tiêu Phàm nhìn qua nơi xa du đãng 12 đạo chân linh nói. Thái cổ ma long chân linh. Tà Vũ sắc bén con người hướng về trong đó một đầu đen nhánh cự long thân ảnh, liếm môi một cái. Tiêu Phàm, người còn lo lắng cái gì, trước giết chết những người kia lại nói. Tử Thiên La hét lớn. Nhìn thấy Tử Thiên La vẻ mặt vội vàng, Tiêu Phàm càng thêm tin tưởng Tà Vũ lời nói. Tử Thiên La khả năng không biết cái gì thiên nhân tộc, nhưng bọn hắn Tử Thiên gia tộc một mực trấn thủ ở vạn cổ hung phần cửa vào, không khiến người khác lấy được thái cổ 12 hung chân linh. Cái này chính là tốt nhất chứng minh. 89 phần 10 là Tử Thiên gia tộc lão tổ đã biết cái gì, cho nên mới truyền xuống tổ huấn. Người cản bọn họ lại, ta trước chạm thái cổ ma long chân linh. Tiêu Phàm trả lời một câu, cùng Tà Vũ lách mình mà ra, lao thẳng tới cái kia thái cổ ma long chân linh đi. Cản bọn họ lại, Thiên Tinh Tử kêu to, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Ngươi dám? Chính đang tranh đấu thái cổ ma long chân linh hai phương cường giả thấy thế, không chút do dự đình chỉ tàn sát lẫn nhau, mà là thẳng hướng Tiêu Phàm cùng Tà Vũ. Ta cản bọn họ lại, ngươi lên đi. Tiêu Phàm ánh mắt sững sờ. Kiếm phệ, vô cùng vô tận kiếm khí từ Tiêu Phàm trên người nở rộ, lấy hắn làm trung tâm quét sạch bốn phương tám hướng, mấy chục cái cường giả tất cả đều bị lồng chụp vào trong. Cùng lúc đó,
Tà Vũ phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn hắc sắc hư ảnh, đi tới Thái Cổ Ma Long chân linh trước mặt, há miệng cười một tiếng. Hỗn trướng, dừng tay. Ngoại giới, một cái hắc bào nam tử phóng lên tận trời, điên cuồng người công kích phía dưới 12 thải quang chiếu. Nhưng mà, cái này 12 thải quang chiếu tựa như cố ý nhằm vào bọn họ, hắc bào nam tử kia trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Hiển nhiên, cái này hắc bào nam tử chính là Thái Cổ Ma Long. Chỉ một thoáng, hắn hóa thân một đầu hơn vạn dặm cự long, mênh mông thân thể xoay quanh ở trên sơn cốc, uy áp thiên vũ. Hắn thử nghiệm công kích nhiều lần, có thể cái kia 12 thải quang chiếu bất động mảy may. Các ngươi còn lo lắng cái gì, ta chân linh bị đoạt, các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Thái Cổ Ma Long gầm thét, lạnh lùng nhìn xem mặt khác Thái Cổ 12 hung. Lang tổ cùng mấy người khác thấy thế, nhìn nhau, cũng nhao nhao xuất thủ. Nhưng mà, 12 thải quang chiếu vẫn như cũ bất động mảy may. Trước đó bọn họ đã thử nhiều lần, lần này tự nhiên cũng không làm gì được. Hỗn trướng, bản tổ nhất định đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Thái Cổ Ma Long tức giận gào thét, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tà Vũ nuốt mất hắn chân linh. Còn không giết hắn, các ngươi đám phế vật này. Thái Cổ Ma Long phát cuồng, không chút do dự thúc giục lưu tại những tu sĩ kia thể nội linh hồn ấn ký. Sau một khắc, cái kia hơn 10 người tất cả đều tự bạo mà chết, cái gì đều không lưu lại. Ha ha, sảng khoái. Tà Vũ trên người cổ động cường đại khí tức, ngửa mặt lên trời cười như điên. Sau một khắc, hắn khí thế trên người không ngừng kéo lên. Trung phẩm nguyên tôn, thượng phẩm nguyên tôn, vẻn vẹn mười mấy thời gian hô hấp, hắn tu vi vậy mà liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Lấy hắn thực lực bây giờ, dù cho trung phẩm pháp tôn, thậm chí thượng phẩm pháp tôn cũng có thể một trận chiến. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lòng càng thêm tin tưởng Tà Vũ lời nói. Tiêu Phàm, cái này căn bản không phải cái gì chân linh, mà là thuần túy năng lượng bản nguyên, nhanh, để Diệp Khuynh Thành bọn họ cũng đừng bỏ qua. Tà Vũ vội vàng cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Cái gì? Tiêu Phàm chấn động vô cùng. Ngươi không phải mới vừa nói, những này là Thái Cổ 12 hung chân linh sao? Ta cũng bị lão đầu tử lừa gạt, Tà Vũ thấp giọng giận mắng, vừa rồi ta liền đang nghĩ, tất nhiên đây là âm mưu, cái kia Thái Cổ 12 hung tự nhiên cũng không phải người ngu. Sư tôn nói qua bọn họ không chết, bọn họ nơi nào sẽ ngốc đến đem mình chân linh để ở chỗ này, 89 phần 10, đây chỉ là hấp dẫn thiên nhân tộc mồi nhử. Mồi nhử, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói cách khác, Thái Cổ 12 hung đã sớm dự kiến cho tới bây giờ một bước này. Cho nên bọn họ cố ý giả chết, đến dẫn xuất thiên nhân tộc. 89 phần 10, hơn nữa ta cảm giác, cái này thuần túy năng lượng cũng không phải là Thái Cổ 12 hung lưu lại, mà là thiên nhân tộc. Tà Vũ lại bổ sung một câu, Thái Cổ 12 hung tính toán thiên nhân tộc, sau đó thiên nhân tộc tương kế tự kế, ai ngờ, Thái Cổ 12 hung tính toán không bỏ sót, còn có cục trong cục. Ha ha, lần này thiên nhân tộc sợ là tổn thất lớn rồi, những năng lượng này đầy đủ để cho ta đột phá thiên tôn cảnh. Tà Vũ trên mặt đều là vẻ đắc ý. Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, nếu như hắn có được Thái Cổ về sau ký ức, có lẽ hắn đã sớm có thể nghĩ tới. Vì sao Thái Cổ, Hoang Cổ cùng Viễn Cổ người đều sẽ chết, hơn nữa lại không giống thật chết đi. Ở trong đó tất nhiên là có nguyên nhân, hơn nữa lúc trước hắn cũng ẩn đoán được nguyên nhân này. Tất cả những thứ này, chỉ là vì che đậy thiên nhân tộc mà thôi. Diệp Khuynh Thành, lão nhị, ta theo Tà Vũ giúp đỡ bọn ngươi thôn vệ một đạo chân linh. Tiêu Phàm cũng là 10 điểm quả quyết người, vội vàng cấp hai người bọn họ truyền âm nói. Thôn vệ chân linh, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành hai người trợn tròn mắt. Đây chính là thánh tổ cảnh chân linh, cũng không phải bọn họ có thể chịu nổi. Tốt, hai người trầm ngâm một hơi, gật đầu một cái. Người khác có lẽ sẽ hại bọn họ, nhưng Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người tại chỗ biến mất, phân biệt xuất hiện ở Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành một bên, hướng về mặt khác hai đầu chân linh đánh tới. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu khóa chặt một đầu to lớn côn bằng hư ảnh, khí tức bàng bạc ép tới người sông không qua khí. Bất quá, Tiêu Phàm biết rõ, cái này chân linh cũng không phải thật, cho nên căn bản không có lo lắng.
mấu chốt là Nam Cung Tiêu Tiêu có thể hay không chịu được cái này mênh mông năng lượng bản nguyên. Tới đi, Tiêu Phàm trong bóng tối đơn giản đem sự tình cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nói một trận, Nam Cung Tiêu Tiêu chẳng những không có nửa điểm e ngại, ngược lại hăng hái, vô cùng mong đợi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt phân loại ra mấy chục cỗ linh hồn phân thân, lấy hắn thực lực, mỗi một bộ linh hồn phân thân đều đủ để đối kháng thượng phẩm nguyên tôn. Ngoại giới, Lang Tổ nhìn thấy một màn này, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn là muốn cho Tiêu Phàm tiến vào sơn cốc, đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc, nhưng bây giờ mới bao lâu, thì có một đạo chân linh bị Tà Vũ cùng nuốt. Nếu như Tà Vũ cắn nuốt là hắn chân linh, hắn đã sớm khống chế Tà Vũ đi ra. Nhưng mấu chốt là Tà Vũ cắn nuốt là thái cổ ma long chân linh, cái kia cùng hắn không có quá lớn quan hệ, cho nên cũng không có đem Tà Vũ vào chỗ chết. Hơn nữa, nếu như chờ chút bản thân lại đem Tà Vũ nuốt, đây chẳng phải là tương đương với bản thân dung hợp thái cổ ma long chân linh. Nghĩ vậy, Lang Tổ lại có chút chờ mong. Dù cho hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tà Vũ hai người lại trợ giúp Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành khóa chặt hai đạo chân linh, hắn cũng không có ngăn cản. Lang Tổ, còn không ngăn cản bọn họ. Một cái khác hắc bào nam tử lạnh lùng nhìn xem Lang Tổ, hiển nhiên, hắn liền là Tiêu Phàm xuất thủ hai cái yêu tổ một trong. Hỏng bét, ta không khống chế được bọn họ. Lang Tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, diễn giống như thật, nổi giận mắng, hỗn trướng. Bọn họ linh hồn chi lực vậy mà mạnh mẽ như vậy mà đạt đến thiên tôn cảnh, cái gì? Mặt khác một đám yêu tổ cũng là kinh ngạc không thôi, cùng nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Nhanh, làm cho tất cả mọi người đồng loạt ra tay, diệt bọn hắn. Lại có yêu tổ kịp phản ứng. Lang Tổ trong lòng cười đắc ý, bản thân trang vẫn là rất giống nha. Bất quá, nếu như những người này toàn bộ đối Tiêu Phàm bọn họ xuất thủ, cũng là chuyện rất phiền phức. Dù sao hắn còn nghĩ Tiêu Phàm bọn họ thay mình chiếm lấy Lang Tổ chân linh đây. Vạn nhất bọn họ chết hết, hắn chân linh coi như rơi vào tay người khác. Đột nhiên, Lang Tổ ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt khóa chặt ở Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy linh hồn một cái lảo đảo, một đạo không giải thích được thanh âm tại chính mình không gian ý thức bên trong vang lên, trước tiên đem bản tổ chân linh đưa ra, lại đi cướp đoạt mặt khác chân linh. Tiêu Phàm hơi sững sờ. Lang Tổ đây là đang đưa cho chính mình truyền âm sao? Vậy mà không có công kích mình linh hồn, hắn đây là nghĩ đến đem mặt khác yêu tổ chân linh tận diệt a. Chỉ là hắn lại sợ bản thân chân linh rơi vào người khác trong tay, cho nên có chút không yên lòng, muốn để cho mình đem hắn chân linh đưa ra ngoài. Tốt, Tiêu Phàm trả lời một câu, khóe miệng lại là hơi hơi dương lên. Bốn phía công kích mặc dù cường đại, vốn lấy Tiêu Phàm tốc độ xác thực dư xài. Bởi vì tiến vào sơn cốc bên trong, mạnh nhất cũng chỉ có trung phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm dù sao cũng là có được trung phẩm pháp tôn chiến lực, nơi nào có mấy người là hắn đối thủ. Vẻn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, Tiêu Phàm liền trợ giúp Nam Cung Tiêu Tiêu cướp lấy cái kia côn bằng hư ảnh. Sau một khắc, Nam Cung Tiêu Tiêu khí thế trên người không ngừng kéo lên, vậy mà cũng trên mặt đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, đạt đến thượng phẩm nguyên tôn cảnh giới. Sảng khoái. Nam Cung Tiêu Tiêu kêu to, cái này năng lượng tựa như vốn là chính hắn, vậy mà hoàn toàn không cần luyện hóa một dạng. Bất quá, hắn bây giờ còn phải đi thích ứng bây giờ loại này lực lượng. Tận lực áp chế tu vi, tại đột phá pháp tôn cảnh trước đó, đem khống chế độ đột phá 7 phần 10 trở lên. Tiêu Phàm âm thầm truyền âm nói. Đột phá quá nhanh, sẽ dẫn đến cơ sở bất ổn, thực lực cũng sẽ không có quá lớn gia tăng. Hơn nữa cảnh giới càng cao, muốn một lần nữa đánh tốt cơ sở, cũng càng khó khăn, pháp tôn cảnh cơ hồ chính là một đầu giới hạn. Tốt, Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, hắn cũng biết mình đột phá quá nhanh không phải là chuyện tốt. Hắn hiện tại cố nhiên là thượng phẩm nguyên tôn cảnh không sai, vốn lấy Tiêu Phàm thực lực, đoán chừng tùy tiện liền có thể nghiền ép hắn, mà Tiêu Phàm mới vẻn vẹn chỉ là trung phẩm nguyên tôn mà thôi. Tiểu tử, nhanh lên! Lang Tổ rốt cục nhìn không được, những người kia ngăn không được Tiêu Phàm, lại bắt đầu chiếm lấy hắn chân linh. Hắn chân linh, chỉ có thể rơi vào Tiêu Phàm bọn họ những cái này bị hắn khống chế người trong tay, mà không thể rơi vào những người khác trong tay, bằng không mà nói, muốn đoạt lại đến sẽ rất khó. Tiêu Phàm cũng không chậm trễ, cấp tốc hướng về Lang Tổ chân linh phóng đi, cái hướng kia chiến đấu cực kỳ điên cuồng,
Tiêu Phàm trong lúc nhất thời vậy mà vào không được. Mà lúc này, Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành hai người cũng phải tay, Diệp Khuynh Thành cũng đạt tới hạ phẩm nguyên tôn cảnh, hơn nữa kỳ thật còn đang không ngừng tăng cường. Bất quá lại bị Diệp Khuynh Thành áp chế xuống, hắn không nghĩ là nhanh như thế đột phá hạ phẩm pháp tôn. 12 đạo chân linh, cứ như vậy bị thôn phệ 3 đạo, còn có 9 đạo. Tử Thiên La cùng Thiên Tinh Tử mấy người cũng ẩn ẩn phát hiện có chút không đúng, người bình thường lại làm sao có thể nuốt vào thái cổ 12 hung chân linh, đây không phải muốn chết sao. Nhưng Tà Vũ cũng tốt, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Khuynh Thành cũng được, vậy mà một điểm cái rắm sự tình đều không có. Hai người lấy lại tinh thần, bỗng hướng về liền nhau gần nhất chân linh đánh tới. Bọn họ cũng đều biết, Tiêu Phàm híp mắt, hắn dã tâm cũng không nhỏ, nguyên bản còn muốn đem những cái này chân linh toàn bộ lấy được đây. Hiện tại xem ra, độ khó vẫn là quá lớn, có thể đủ nhiều đoạt một đầu, liền có thể tạo nhiều liền một cường giả. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt ở lại tại Quan Tiểu Thất, Trúc Hồng Tuyết, Cơ Vô Nhạn, Tử Thiên Y, Hiên Viên Trảm Tiên, Ngọc Thương Lưu, Phượng Trung Hoàng bọn người trên thân. Mấy người bọn họ, trừ bỏ Quan Tiểu Thất bên ngoài, những người khác không có đệ nhị linh hồn. Trúc Hồng Tuyết, Hiên Viên Trảm Tiên, Tử Thiên Y cùng Cơ Vô Nhạn bọn họ những người này đều là thái cổ thần giới người, rất nhiều ra đời chính là chiến thần cảnh, thậm chí thiên thần cảnh, chỗ nào cần gì chiến hồn. Nhưng hiện tại, không có chiến hồn, liền chưa chắc có thể lấy được cái này chân linh. Chờ chút, lấy được chân linh, nhất định phải đệ nhị linh hồn, chiến hồn sao? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu thật là dạng này, cái kia Thiên Tinh Tử, Tử Thiên La những người này, cho dù những cái này chân linh bày ở trước mắt, bọn họ cũng chưa chắc có thể lấy được a, cho nên đã biết cũng căn bản không có một chút tác dụng nào. Ngược lại là hắn Tiêu Phàm người, có lẽ từng cái đều có hy vọng. Bởi vì, hắn Tiêu Phàm thế nhưng là có thể nhân tạo chiến hồn. Có ý tứ, tại sao ta cảm giác thứ này cố ý thay ta chuẩn bị một dạng? Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Sau một khắc, chân hắn dẫm thời không na di thiểm, trong nháy mắt xuất hiện lang tổ chân linh phía trên, phía sau đột nhiên toát ra một đạo bóng đen to lớn. Nhìn thấy bóng đen này, lang tổ liền hối hận. Tu La, lang tổ kinh hô không thôi, không chút do dự thúc giục Tiêu Phàm trong đầu linh hồn ấn ký. Ai ngờ Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, không chút do dự thi triển ra thiên tôn cảnh linh hồn uy áp, dẫn đầu đem lang tổ linh hồn ấn ký phá hủy, sau đó một ngụm nuốt vào lang tổ chân linh. Cùng lúc đó, hắn linh hồn lực lượng cũng trong nháy mắt vỡ nát đám người trong đầu lang tổ lưu lại linh hồn ấn ký. Ầm ầm, theo chân linh nhập thể, Tiêu Phàm khí tức trên thân không ngừng kéo lên, bốn phía tu sĩ tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài. Tà Vũ mấy người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm nuốt vào lang tổ chân linh, nghĩ đến Tiêu Phàm làm sao cũng phải đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Một khi đột phá, vậy làm sao chắc cũng là pháp tôn cảnh cường giả, đến lúc đó, nơi này người ai là hắn đối thủ. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng là, Tiêu Phàm nửa ngày đều không có đột phá một cái tiểu cảnh giới, chỉ là khí thế trên người không ngừng phan thăng. Không thể nào, Nam Cung Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, hắn nhưng là đột phá ròng rã ba cái tiểu cảnh giới a, đó còn là hắn cơ sở kiên cố nguyên nhân. Nhưng Tiêu Phàm, vậy mà một cái tiểu cảnh giới đều không đột phá. Hắn cơ sở quá vững chắc, Tà Vũ đắng chát cười một tiếng, hắn cũng là đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Một đạo chân linh năng lượng ẩn chứa, nếu để cho tu sĩ tầm thường đến hấp thu, đủ để từ hạ phẩm thánh tôn cảnh đột phá pháp tôn cảnh. Nếu như toàn bộ luyện hóa mà nói, đột phá thiên tôn cảnh cũng có thể. Bọn họ những người này, đều xem như biến thái yêu nghiệt. Nhưng là Tiêu Phàm ngược lại tốt, vậy mà một cái tiểu cảnh giới đều không đột phá. Vậy hắn muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, chẳng phải là so với lên trời còn khó hơn. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm nội tâm lại là cuồng hỉ không thôi. Hắn không quan tâm cảnh giới tăng lên, mà là nhìn thấy ba loại bản nguyên chi lực vậy mà điên cuồng gia tăng, đương nhiên, chủ yếu nhất là thời không bản nguyên chi lực tăng lên thoải mái nhất. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, hắn sát lục bản nguyên chi lực thì đến được 3 vạn nguyên, dòng dã tăng lên 1 vạn nguyên. Đã đạt đến trung phẩm pháp tôn cấp độ số lượng. Đồng dạng, hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng thời không bản nguyên chi lực, cũng đột phá đến 2 vạn 4.000 nguyên, phân biệt tăng lên 8.000 nguyên cùng 9.000 nguyên.
nhưng mà, cái này còn không có đình chỉ. Oanh, theo Tiêu Phàm trên người một tiếng nổ vang, hắn tu vi rốt cục có chỗ đột phá, thành công bước vào thượng phẩm nguyên tôn cảnh cấp độ. Cùng lúc đó, tu vi đình chỉ tăng trưởng, nhưng bản nguyên chi lực lại bắt đầu điên cuồng gia tăng. Không sai biệt lắm mười mấy thời gian hô hấp, tất cả mới chậm rãi bình ổn xuống. Mà lúc này, Tiêu Phàm sát lục bản nguyên chi lực đạt đến gần như 4 vạn nguyên, dòng dã tăng lên 2 vạn, tăng lên gấp đôi. Mà hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng thời không bản nguyên chi lực, cũng đạt tới 32,000 nguyên, đều tăng lên gấp đôi không ngừng. Hiện tại, Tiêu Phàm ba loại bản nguyên chi lực, nếu như triệt để dung hợp, đã không thua 10 vạn nguyên. Nói chung, thượng phẩm pháp tôn cảnh bản nguyên chi lực số lượng, là 6 đến 10 vạn nguyên. Nói cách khác, cho dù là thượng phẩm pháp tôn bên trong cường giả tuyệt đỉnh, cũng mới 10 vạn nguyên bản nguyên chi lực. Nhưng Tiêu Phàm bản nguyên chi lực điệp ra, so với tuyệt đỉnh thượng phẩm pháp tôn cảnh cũng chắc chắn mạnh hơn, đây chính là bản nguyên chi lực dung hợp uy lực, có thể làm cho tu sĩ chân chính vượt cấp chiến đấu. Đại bộ phận tu sĩ ở pháp tôn cảnh, bình thường là không biết đi thử nghiệm dung hợp bản nguyên chi lực, thứ nhất là bản nguyên chi lực dung hợp, so tu vi cảnh giới đột phá càng thêm gian nan. Thứ hai, cho dù điệp ra, bởi vì khống chế độ không qua, phát huy uy lực cũng không lớn. Cho nên, tu sĩ chỉ có ở bản thân tu vi đạt đến bình cảnh về sau, mới có thể thử nghiệm bản nguyên chi lực dung hợp. Mà giống Tiêu Phàm loại này ở nguyên tôn cảnh liền đã dung hợp bản nguyên chi lực, phóng nhãn cửu thiên thập địa, cũng gần như không tồn tại. Đương nhiên, Phàm là có thể làm đến bước này, đều có đại tạo hóa, đại cơ duyên, chính là chân chính khí vận chi tử. Còn có tám đạo, Tiêu Phàm híp mắt mê hai mắt. Nếu như muốn đột phá cảnh giới, hắn sẽ không chút do dự nhiều nuốt mất mấy đạo chân linh. Nhưng là, hắn bây giờ khống chế độ đều có chút bất ổn, hơn nữa dung hợp bản nguyên chi lực cũng lâm vào nan đề, nhiều hơn nữa, hắn cũng vô pháp triệt để dung hợp, còn không như bây giờ uy lực lớn. Hơn nữa, chân linh còn sót lại ở năng lượng trong cơ thể, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể luyện hóa. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có thể tốt rồi những người khác. Hỗn trướng, vì sao, vì sao? Thiên tinh tử ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Hắn nghĩ không hiểu, vì sao Tiêu Phàm bọn họ đều có thể thôn vệ thái cổ 12 hung chân linh, hết lần này tới lần khác hắn làm không được. Hắn đã thử nhiều lần, đều lấy thất bại mà kết thúc, cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Tiểu ngũ, Tiêu Phàm quát to một tiếng, tu la kiếm lăng không chém một cái. Một đạo kinh khủng kiếm hoa tại hư không nở rộ. Tiêu Phàm thực lực hiện tại trọn vẹn tăng lên hơn 2 lần, tùy ý một đòn đều không kém gì trung phẩm pháp tôn cảnh uy lực, ở đâu là những người này có thể ngăn cản. Vô số tu sĩ kêu thảm, bị Tiêu Phàm chấn thương, đây là Tiêu Phàm không hề động sát tâm nguyên nhân. Nếu như những người này thực có can đảm đối bọn hắn động thủ, Tiêu Phàm tuyệt không nhân từ nương tay. Quan Tiểu Thất một đường hướng về phía trước. Hắn thân thể đột nhiên bắt đầu chậm rãi hư hóa, một ngụm nuốt vào một con chu tước hư ảnh, ngay sau đó, cái kia chu tước hóa thành một tấm liệt hỏa chói trang trường cung, sáp nhập vào Quan Tiểu Thất thể nội. Ầm ầm, hắn khí thế trên người cũng bắt đầu kéo lên, tu vi tăng vọt, rất nhanh cũng đạt tới trung phẩm nguyên tôn cảnh. Nhưng mà, hắn nghĩ áp chế tu vi, lại bất kể như thế nào đều áp chế không nổi, thể nội bản nguyên lực lượng quá lớn. Cuối cùng, hắn vẫn là đột phá đến thượng phẩm nguyên tôn cảnh, mới khó khăn lắm ngăn chặn lực lượng trong cơ thể. Bất quá hắn cùng kẻ khác khác biệt, người khác áp chế về sau, những lực lượng kia vô cùng có khả năng liền lãng phí, nhưng hắn huyết mạch đặc thù, lại có thể cất giữ những cái này dư thừa năng lượng. Còn có 7 đạo, Tiêu Phàm trong lòng đếm ngược lấy. Lần này đi theo hắn người tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ mỗi người đều có thể lấy được một đạo. Hắn mới là lớn nhất người thắng. Tử Thiên Y, Hiên Viên Trảm Tiên, Trúc Hồng Tuyết, Cơ Vô Nhạn, Phượng Trung Hoàng, Ngọc Thương Lưu, các ngươi tới. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, Lão Nhị, Tiểu Ngũ, Tà Vũ, Diệp Khuynh Thành, Kim Lân các ngươi thay ta hộ pháp. Tốt, mấy người không biết Tiêu Phàm chuẩn bị làm cái gì, nhưng vẫn là không chút do dự ngăn tại bốn phương tám hướng, bốn người hiện tại thế nhưng là thượng phẩm nguyên tôn, đã có thể một mình đảm đương một phía. Tiêu Phàm đánh ra từng đạo thủ ấn, hư không lập tức xuất hiện vô số thần văn dường như đang ngưng tụ lực lượng nào đó,
hóa thành từng đạo hư ảnh xông vào sáu người thể nội. Nhân tạo đệ nhị linh hồn, Tà Vũ Dư Quang nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít một hơi lạnh. Nhân tạo đệ nhị linh hồn, dĩ nhiên chính là chiến hồn. Tiêu Phàm có được sáng tạo chiến hồn năng lực, điểm này sớm tại chiến hồn đại lục liền nếm thử qua, chỉ là hắn cho rằng cái này tác dụng đã rất gân gà, không có một chút tác dụng nào. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này, chiếm được lợi ích to lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta giết bọn họ. Giết, Thái Cổ Ma Long, Lang Tổ tức giận không thôi, bọn họ chân linh đều bị Tiêu Phàm người nuốt, hiện tại hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Những cái kia bị thôn phệ chân linh yêu tổ cũng toàn bộ điên cuồng, bọn họ hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Đến lúc đó những cái kia còn chưa bị đoạt đi chân linh yêu tổ, chỉ muốn mau chóng lấy được bản thân chân linh, chế một bước nữa, đều phải rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Giết, Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay chiến thiên kích xông tới. Tà Vũ trong tay cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi tế kiếm, đại sát tứ phương. Quan Tiểu Thất, Diệp Khuynh Thành cũng chiến ý mãnh liệt, nhiều năm như vậy, bọn họ đã rất ít như thế vui sướng đánh một trận. Nhưng mà, bọn họ phải đối mặt thế nhưng là mấy trăm tu sĩ, đại bộ phận đều là nguyên tôn cảnh tu vi, nhưng cũng không ít pháp tôn cảnh cường giả. Bằng vào bọn họ 5 người, lại có thể không chống đỡ được đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 209.